đi kìa, qua đi kìa. Con xin kính chào quý vị khán giả và các thầy cô. Con tên là Đinh Vũ Hồng Uyên, năm nay con 5 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh đến với cuộc thi thử tài siêu nhí mùa 4. Con xin được dự thi một ca khúc Việt Nam rất là nổi tiếng, đó là ca khúc Thằng Bờm. Quý vị khán giả và các thầy cô nhớ chọn con nha. Nguyên thì bài là... thầy đợi có chữ đó thầy nghe cho nó sướng. Mà con nghĩ là ba bò chín châu. Thôi thôi thôi, đừng làm, mình đừng làm kỳ được lắm. Rồi được rồi, được rồi. Ủa chú làm giống con thử rồi, con hát ba bò chín châu có chú diễn giống con rồi nè, con hát thử đi. Phú ông xin đời ba bò là bò chín châu. Giống bấm quẻ vậy sợ. Trời ơi, con ơi, ai chỉ con hát cái chữ phú ông vậy? Dạ mẹ. Trời ơi, con hát, con có biết là con hát cái chữ phú ông nó muốn cưng. Trời ơi, cưng thương chữ phú ông dễ sợ luôn á. Nguyên bài thầy đợi cái chỗ đó thầy nghe cho nó đã. Phú ông, phú ông. Bây giờ mời con lắng nghe nhận xét từ những thầy cô cũng như sự thuyết phục của các thầy cô nha. Xin mời. Phải vô thôi, 5 tuổi đó ai làm được như con. Phải đậu thôi. Con hát rất là dễ thương hồn nhiên. Khi mà mình hát một bài mà khán giả phải đợi nghe cái phú âm là có cái sự hấp dẫn của bài hát. Khi mà con đặt, mà con mới có 5 tuổi mà con đã biết cách tạo dấu ấn cũng như là
con đã truyền tải được những gì mẹ con chỉ cho con. Và cách biểu diễn, ô dễ thương lắm con ơi, phải vô thôi, con phải về đổi với thầy nha. Đó là những lời chia sẻ của lớp học Nhi Sắc Nhí, lớp của thầy Quốc Đại, của cô Thảo với của thầy Lộc. Chú gì? Chú Đình Lộc. Con biết chú Đình Lộc không? Dạ biết. Sao con biết được chú Đình Lộc? Dạ tại hồi bữa chú Đình Lộc chơi game show với con với cô Xuân Thảo. Chết rồi. Biết rồi nha. Biết, chết biết, rồi. Biết số phận bên kia. Không không, nhưng mà mình vẫn phải nghe hai thầy ở bên lớp xì trâm nghe nha. Chúng ta nghe thử nè. Đầu tiên là chú khen ngợi con với tiết mục vừa rồi. Diễn rất là duyên dáng, hát cũng duyên dáng và dễ thương. Với một bạn chỉ có 5 tuổi thì con làm hơn những gì mà chú có thể tưởng tượng được ở bạn 5 tuổi. Bản thân chú hay là chú Quốc Đại đều mong muốn có thể làm được nhiều hơn cho tụi con, để tụi con có thể phát triển những khả năng, những cái năng khiếu của mình, và hơn hết là giúp cho tụi con có một cái kỷ niệm thật đẹp, đúng với lứa tuổi, với tuổi thơ của tụi con. Cho nên việc con lựa chọn về đội của chú hay chú Quốc Đại, chú đều ủng hộ con hết. Nhưng mà thằng Bồm á, có cái quạt mo là phú ông phải đổi cái này đổi cái kia mới có được, đúng không? Vậy thì bây giờ cũng giống như vậy. Bây giờ Hồng Uyên sẽ lắng nghe thử coi những thầy cô phía bên dưới có quà gì tặng cho con hay không, để con quyết định xem mình về đội nào. Xin mời ạ. Rồi con thích không? Dạ không. Yeah. Nhà con có nhiều gấu bông mày. Vậy hả? Vậy rồi bây giờ suy nghĩ. Lại đây lần, con thích không? Dạ không. Không sao đâu. Ô tôi muốn gục ngã luôn rồi. Phú ông đổi cũng phải 5-7 món mới tới được đúng chứ. Rồi bây giờ vậy nha. Mời con đi xuống dưới. Con nếu như con muốn học lớp học nào thì con khoanh tay lại, con chào con xin vô lớp học của mình nha. Mời con. Trời ơi bà phải ghét không? Bà đi cả nhóm, bà nhóm như kìa. Như super model. Chúc mừng cho lớp học Nhi Sắc Nhí. Lên ngồi luôn. Đã có được bé Hồng Uyên cho đội của mình. Mình cùng nhau đóng băng, chưa giây phút chúng ta chia xa. Người học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Bạn trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa. Lòng trời sân niềm thiết tha, nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin anh ngừng cho. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Trong cuộc đời này hãy nhớ muốn cho thời gian trả lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bầu sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho
nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Chia xa thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại, mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới, mình cùng nhau đóng băng chưa giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại, và trải qua, bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Một trang hóa tay lực lượng cho Văn Minh và Ngọc Dâu. Hát chung với nhau hôm nay mặc bộ đồ cũng rất là hợp với nhau nữa. Rồi hát hai bài này nữa, trời đất ơi, không biết anh Trung ơi, anh mê không anh Trung ơi? Rụng rời rồi. Chết thật rồi. Đây là lần đầu tiên Hồ Bình Trung gặp được Văn Minh và Ngọc Dâu. Chất giọng mềm mại, chú rất là sao xuyến luôn á. Giọng hát của Ngọc Dâu thì chạm vào trái tim của chú, nó mượt mà vô cùng. Văn Minh thì chú thích phong cách diễn của con, cái tai con đưa đó. Đưa diễn và lúc nào cũng diễn mà nó giống như là mình muốn ôm cả thế giới vào lòng à. Hai con rất hợp với nhau về giọng hát. Tuy nhiên có một cái chỗ như thế này là khi mình hát song ca đó, mình nên đứng xích lại với nhau. Hồi nãy tụi con đứng xa nhau quá là nó bị mất cái tình cảm của bài hát. Và cái kết đó, hai con đứng xích vô. Cho chú hỏi một câu này, hai đứa nhiêu tuổi rồi? Dạ con là 11, năm sau con sẽ 12 ạ. Con 13. Năm sau con 14. Con 15, chứ năm sau con 16. Hỏi mời con. À dạ, cảm ơn chú. Chú 32, năm sau 33 con. Ngày xưa là mười mấy tuổi chú chưa hát được vậy đâu. Anh cười em, anh Nam tự nhiên em nói vậy cái anh cười khổ em ghê. Thì nhỏ em hát dở, lớn lên hát hay. Mới kết nạp anh em xong mà sao? Tại anh nghe bên khán giả này á, có mấy khán giả cười anh cười theo á. Đâu có ai cười em không? Có. Đâu ai cười đâu tay coi. Thấy dễ thương cái thái độ của em. Ủa vậy em dễ thương hả? Trời, cảm ơn nhiều nha. Trời đất ơi, vậy mà khen dễ thương được hay thiệt. Cảm ơn hai con nhiều. À, dạ con cảm ơn ạ. À, xin được mời giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. À, hai con có hiểu là mình cùng nhau đóng băng là nghĩa là sao không? Thưa chú, từ đóng băng là một hành động thể hiện cho một cái sự dừng lại trong một thời gian rất lâu. Thì cái khoảnh khắc mà chúng mình mà chia xa nhau á là khoảnh khắc tổng kết năm học, và là những cái lúc mà không còn được bên nhau nữa, và những kỷ niệm học sinh sẽ khép lại. Và người này mong muốn rằng là chúng ta nên lưu giữ mãi cái khoảnh khắc đó và sẽ luôn luôn gần gần bên nhau và không bao giờ lìa xa nhau nữa. Quá trời quá đất, đúng là cái bài này đặt bên cái bài mà mong ước kỷ niệm xưa là nó rất là hợp với nhau. Ca khúc này á, là chú nhớ là hồi trước chuyển từ cấp 2 đến cấp 3 cũng hát bài này, rồi từ cấp 3 rồi lên đại học chia tay bạn cũng hay hát, chuyển cho nhau mấy cái lưu bút rồi bắt đầu là khóc sướt mướt rồi đó. Cả Văn Minh cũng như Ngọc Dâu, tụi con nhấn nhá nghe nó rất là hiện đại, rất là trẻ trung, cảm xúc nó dẫn dắt mọi thứ. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Giọng dễ thương dễ sợ luôn vậy đó, giống em ghê. Dạ con cảm ơn chú. Dạ không có, dạ không, đó là đáng sợ. Dạ dạ nha. Vâng, chị Đoan Trang cảm xúc của chị như nào, xin mời chị. Cái bản phối, bản dựng của tụi con lúc nào cũng có rất là nhiều điểm để xem. Mới vô một cái chuyển là tông. Chuyển tông nhưng mà hạ tông. Dạ, bình dạ. Thường người ta lên tông, nhưng cái này là hạ xuống, làm cho người ta có một cái cảm giác nó khác lạ. Hai bạn này là hai bạn có thẩm âm rất là tốt. Rồi hai đứa con biến cái bản mashup này thành một cái bản ballad của riêng hai đứa con, rất là riêng. Và mỗi một cái đoạn này nó có màu sắc khác nhau nữa, chứ không có cái nào trùng với cái nào cả. Đúng rồi, khán giả cảm thấy nó rất là hấp dẫn, thú vị. Ở đâu? Là do nó có quá nhiều cái sự thay đổi và màu sắc. Bè khó không à? Bè rất là khó. Yeah, những cái dòng giai điệu, quãng khó, giai điệu khó. Cho nên một tràng pháo tay thật lớn cho hai đứa con.
Dạ, dạ con cảm ơn cô. Chú Minh Xù có một cái câu này là cái kinh nghiệm của chú, là khi hồi xưa còn đi hát á, khi mà chú hát bè, chú nghe chia sẻ lại thôi từ người anh đi trước, là bè nhưng vẫn phải có tình cảm ở trong đó để hòa quyện cùng với giọng chính. Đây là kinh nghiệm dành cho tụi con nhá. Cố lên, ngày hôm nay rất là tuyệt vời rồi. Xin được chúc mừng cho Ngọc Dầu và Văn Minh. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ, đi vô ạ. Khi tôi buồn vui vu vơ, bạn ngồi gần bên tôi. Thế tôi nghe lời những câu chuyện của anh trong đời. Vậy mà tôi vô tâm, rồi cứ quay lưng đi. Và nhiều khi tôi cầu muốn nghe. Biết bao nhiêu là yêu thương tôi, vẫn chỉ lặng im thôi. Vẫn lắng nghe thì kể câu chuyện tình buồn của mình, rồi ban cho tôi nghe. Bài hát xưa trong đêm, cục đau trên đôi tay tôi khóc. Ngồi khóc trong phòng tối, chỉ có đôi bàn thôi. Khẽ đưa bàn tay lên đôi vai tôi vừa run. Bạn vẫn cứ lặng lẽ, nhìn thấy tôi buồn thế. Từng giọt cứ rơi trên đôi tay tôi đang ướt nhòe. Giọt nước mắt bạn lau giúp tôi mãi về. Trong lo âu, bạn lại gọi cho tôi. Nói với tôi hãy giữ yên bình từ trong tâm hồn. Cuộc đời không như mơ, tình cũng không như thơ. Thì thôi xem như cơn gió qua. Thế nhưng tôi lại hãy quên đi, bạn mình buồn vui chi. Chẳng nghĩ duy để hiểu trong lòng bạn buồn những gì. Là tại tôi vô tâm, nhiều lúc quay lưng đi. Để bạn cô đơn tôi đâu biết. Hỡ, chỉ có khi buồn lắm lại nhớ đến bạn thôi. Muốn nghe được đôi ba câu cho tôi bình yên. Ngồi mãi những nào thấy bạn ở nơi nào đây. Từng giờ cứ trôi qua tôi trong lo mong chờ. Bạn buồn lòng vì tôi phải không mãi về. Bạn hãy xin hãy nói, dù chỉ một lần thôi. Dẫu cho là tôi không mơ cho bạn bình yên. Gọi mãi như nào thấy, bạn ở nơi nào đây. Những giờ cứ trôi qua tôi trong lâu mong chờ. Bạn thật lòng cần tôi phải không? My Ngọc Dầu và Văn Minh. Hôm nay là đôi bạn cùng tiến ha. Mặc đồ cũng rất là tông xịt tông luôn. Hát xong bài này thấy như sao? Dạ, hát xong bài này con thấy thoải mái. Thoải mái hả? Cười rất là tươi. Con có Ngọc Dầu? Dạ, lời nói đầu tiên đó. Con Ngọc Dầu và anh Văn Minh xin kính chào các quý vị ban giám khảo, các cô chú, các anh chị và khán giả đang xem đài. Lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Rất là đáng yêu luôn. À, thế thì bây giờ cho chú hỏi nè, cũng là bạn với nhau rồi, thế thì có tập luyện với nhau hát nhiều không? Dạ, tụi con thì gọi là anh em, thường rất là hát chung với nhau. Thì cũng đôi khi cũng có xích mích, nhưng mà sự xích mích thì cũng rất là dễ hàn gắn. Giống như cái bài này đúng không? Là cái tình bạn nè, rồi đôi lúc là cũng giận hờn vu vơ với nhau, nhưng mà cần nhau. Và hy vọng rằng tụi con sẽ nắm chặt tay nhau đi thật là xa trong hành trình này nha.
Dạ con cảm ơn ạ. Hỗ tay cho hai con. Rồi. Hai đứa con cá nhân đều là những giọng ca rất là khỏe, hát giọng ngực và có thể hát những cái bài hát hiện đại rất là tốt. Hai anh em, cái chỗ nào mà thầy cô dạy cho mình phân bè là phải biết người này á, là hát giọng chính, người hát giọng bè thì phải làm sao cho hòa quyện nha con. Chứ không phải là cả hai chất giọng cùng mạnh rồi, mạnh ai nấy hát thì nó sẽ không tạo cái hiệu quả cao nhất nha con. Cô rất là mong muốn được nhìn thấy các con ở những vòng sau với những bài hát đỉnh hơn nữa nha. Cố lên, chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn ạ. Cảm ơn cô Đăng Trang. Hai cô cậu này thì tính cách rất là cá tính lắm à. Cá tính năng động và cả hai đều nhảy rất là đẹp. Và lúc mà cho hai con ngồi trên hai cái ghế này là con Ngọc Giàu nói: chú con không muốn ngồi trên ghế này lâu lắm, con muốn con muốn ra ngoài kia. Tức là cổ rất là muốn động chân, đúng, đúng, đúng rồi đó. Thì hôm nay hai con hát bài này rất là tình cảm, rồi cũng diễn tả cái tình bạn đẹp của hai đứa rất là nhẹ nhàng dễ thương. Chúc mừng hai con với phần trình diễn vừa rồi. Cảm ơn chú Hòa Nhật Nam. Dạ con cảm ơn ạ. Còn cô Khải Như thì sao ạ? Hai đứa bước ra sân khấu cô giận dễ sợ. Sao cô Như? Giận lắm, thấy nó lớn cái giận, tự nhiên cái tức ngang. Tức dễ sợ tức. Hồi lúc mà tuyệt đỉnh xong ca nhí á, con nhớ cô không? Dạ, dạ nhớ. Cô khóc lên khóc xuống để con về đội của cô, nhưng mà cuối cùng con chọn chú Dương Triệu Vũ đó. Dừa. Sụt cái chuyện dừa, cái đó là ai cũng biết hết trơn sụt. Nhưng mà tụi con hát làm cho cô quên đi cái chuyện tức đó. Cô cái cô ngồi cô suy nghĩ rồi phải lớn nhanh để nhìn tụi con trưởng thành công hơn nữa. Và cô mong rằng là tụi con luôn thăng hoa và giữ cho mình cái sự ngây thơ trong trẻo đó. Cô rất là thích. Cảm ơn các con rất nhiều. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Dạ, cảm ơn cô. Một lần nữa một tràng hót tay cho Văn Minh và Ngọc Dâu. Quý vị khán giả, con xin kính chào ban giám khảo, con xin kính chào các thầy cô. Con tên là Đinh Vũ Hồng Uyên, nghệ danh của con là Hồng Uyên Cherry. Năm nay con 5 tuổi, con là thành viên nhỏ nhất của lớp học Nhi Sắc Nhí. Và hôm nay con xin kể một câu chuyện cổ tích rất là nổi tiếng. Mà trước khi con kể, con sẽ đố quý vị một câu đố. Hôm nay con đóng vai gì? Cô Đăng Trang, chú Đại Nghĩa, cô Ốc Thành Vân có biết không? Hằng Nga. Hằng Nga chị. Dạ Hằng. Đúng rồi, chú giỏi quá. Hôm nay con đóng vai chị Hằng Nga. Các cô chú có thấy con xinh không? Có. Quá trời xinh luôn. Con cảm ơn các cô chú. Nếu mà các cô chú thấy con xinh á, các cô chú nhớ cho con vào vòng trong nha. Gài luôn. Và bây giờ con xin kể một câu chuyện có tên là Chú Củi Chơi Chăng. Ngày xưa có một chú tiểu phu tên là Củi. Hằng ngày chú hay lên rừng đốn củi. Một hôm chú gặp được một cái cây rất là quý, có thể chữa được cho người chết đi sống lại. Chú bèn bấn cái cây mang về nhà trồng và chăm sóc rất là chu đáo. Một ngày kia, chú lại đi lên rừng đốn củi. Người vợ ở nhà đã vô tình tưới nước dơ vào gốc cây. Bỗng nhiên gốc cây bật ra khỏi mặt đất. Đúng lúc đó, chú Củi về đến nhà thì cây đã bay qua đầu. Chú Củi vội vàng ôm lấy gốc cây. Thế là cả người và cây đã bay vút lên cung trăng. Thưa quý vị, vừa rồi là chú Củi cung trăng trong câu chuyện cổ tích. Vậy thì đối với nhạc sĩ An Thuyên thì như thế nào? Và bây giờ bé Hằng Nga xin mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên để có một góc nhìn mang nhiều màu sắc trẻ thơ trong đó qua ca khúc Chú Củi Chơi Chăng. Giờ con bay lại. Chờ chăng, tình danh, chú Củi, chờ chăng.
xong mà chị Hằng thấy mệt không? Có. Mà chị Hằng thấy vui không? Dạ vui. Bây giờ mình nghe nhận xét cho vui hơn nữa nha. Dạ, dạ. Mời cô Đoan Trang. Trời đất ơi, cái gì mà thuộc bài hay quá vậy con? Giới thiệu rồi xong rồi nói xong nuốt nước miếng. Ê đi, như không có chuyện gì xảy ra. Trời đất ơi, hớp hồn cô luôn rồi. Nhưng đi vô hát cũng hát tử tế đàng hoàng nha, rất có giọng. Và đặc biệt là con rất là phù hợp mấy cái thể loại mà nhạc kịch hay là vừa hát vừa diễn á, mà hát rồi sao nói này kia nhưng mà vẫn là cười xót xa ta ta vậy, vẫn đưa vị trí âm thanh đúng chính xác. Con cảm ơn. Gần như là hoàn hảo. Chỉ cần cái phần giới thiệu đầu tiên của con thôi là coi như đủ cho một tiết mục dự thi rồi. Không có cần phải hát hồi phía sau hết trơn trọi á. Nói chung con rất là này kia kia nọ đó con. Không phải, không phải, nói gì là không đúng, con rất gì và này nọ. Gì và này nọ là cuối cùng là con sao? Thì cuối cùng là con rất giống gì như là này nọ. Thì nói chung là con thì đó gì đó. Thấy không? Đó từ trên cung trăng chị Hằng thả nó bóng chơi luôn đó. Kìa này nè. Bay tới bay tới giữa đất ơi. Uyên Uyên giống như là ảo thuật vậy đó. Giống như là món quà dành cho con đó. Chú cùi. Chú cùi gửi xuống. Cảm ơn con hát bài về chú cùi hay quá. Yeah. Cảm ơn chú cùi á, nói với tên đó kìa. Con cảm ơn chú cùi. Nhưng mà Hồng Uyên, nói chung là 5 tuổi mà như vậy là quá xuất sắc rồi. Yeah. Nhỏ xíu trên sân khấu à, phải làm quá trời việc luôn, chạy qua chạy lại, quăng miếng nữa. Nói chung là con đã làm rất là tốt. Con đúng là một siêu nhí. Con cảm ơn. Hồng Uyên ơi, cho chú Duy hỏi, ai chỉ cho con đặt cái câu hỏi là thấy con có đẹp không, mà nếu đẹp thì cho con vô vòng trong, ai chỉ cho con vậy? Dạ con tự nghĩ. Tự quăng miếng luôn. Trời ơi, cái gì đâu mà tự nghĩ là được hết trơn vậy. Rồi thầy Đại ơi. Không, đúng thiệt, cái đoạn đó là con tự nghĩ. Mà tập cho chị kể chuyện là mỗi miệng theo chị. Ngày xưa con trăng. Thôi bây giờ vậy nè, trước khi vô mình gửi lời cảm ơn đến với các thầy cô đi. Con cảm ơn các thầy cô đã góp ý cho con. Không ai góp ý gì luôn á. Chưa ai nói gì được luôn á. Một mình con nói luôn á. Con không hiểu. Đáng yêu quá à. Ôi cho người ta vô nghỉ ngơi đi. Sự hồn nhiên như vậy con cứ như vậy đi. Con ơi, nãy giờ mấy chú trong ekip quay con quá trời luôn. Con cảm ơn mấy chú trong ekip đi. Con cảm ơn các chú. Ăn hiếp con tôi. Ẩm vô luôn. Ăn hiếp con tôi, sao bắt con tôi làm cái này làm cái kia. Con chào vô con. Nhưng mà con ở đây là hồi là chú Duy là bắt con làm đủ trò đó. Con chào tất cả mọi người. Con ơi, nhưng mà trên sân khấu thì vẫn còn là chị Hằng Nga. Chú đếm 1, 2, 3 mời con vô. Con nhớ bay theo kiểu chị Hằng Nga vô trong nha. Chuẩn bị 1, 2, 3 chị Hằng Nga vô. Ơi ơi biết rồi. Đáng yêu. Liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ,
trở về nhé tuổi thơ tôi, quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi chớ vỡ quốc gia đồng, ai đem nắng đồng đầy tới vai cháy những giọt mồ hôi, quê tôi với con người chân phương ai xa níu chân về, ra từ câu thơ đẹp như lời mẹ ru. Quê nhà tôi ơi, xứ đời xa vắng, khói chiều mênh mông, sông đào buông. Tôi ơi con đường qua ngõ bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió, nhớ thương đàn con biết phương trời nào, áo nắng mùa đông thương mình lận đận đêm buồn mẹ ru. Gọi cha ba quốc gia đồng, ai đem nắng đồng đầy tới vai cháy những giọt mồ hôi, quê tôi với con người chân phương ai xa níu chân về, quê hương bước ra từ câu thơ đẹp như lời mẹ ru. Như rót mật vào tai vậy đó, một tràng hoa tay lớn rần rần lên cho Cát Viên và Phương Nhi. Tụi con ơi, lần nào tụi con xuất hiện tụi con cũng xinh đẹp nhá, sân khấu rất là nhẹ nhàng, đầm thắm và dịu dàng. Và tụi con, chú để ý là ba tập rồi, tập nào cũng có cái mấn trên đầu trơn á. Tập này là cái mấn khác nữa nè. Thế thì bây giờ cô Trang Trang, cô cũng có một cái mấn đó, là bằng búi tóc của mình. À, xin mời cô cảm xúc ngay bây giờ như thế nào ạ? Cô thấy là dần dần tụi con đã tô đậm được cái hình ảnh của mình trong chương trình này, là một cặp đôi, hai bạn nữ rất hòa quyện với nhau về giọng hát cũng như là ngoại hình. Bè bối trong cái tiết mục này rất là đáng yêu, dễ thương, âm nhạc nhẹ nhàng. Cảm ơn hai con. Cảm ơn cô. Giống như là mình về quê mà mình mắc cái giọng lên, xong mình nằm chị buổi trưa nghe du dương rớt cái bịch xong hết bài.
Thức nhất tỉnh dậy luôn á. Không biết là anh Hoài Nhật Nam hiện nay đang có tâm tư gì không mà xin mời anh chia sẻ. Hai cô bé rất là lanh lợi. Ngày hôm qua tập thì các chú biên đạo đã hướng dẫn cho tụi con một số cái động tác múa nhẹ nhàng để mình lấp đầy những cái khoảng trống trên sân khấu. Bởi vì sân khấu chỉ có hai con mà thôi. Đó, cộng với một số những cái hiệu ứng về màn hình để tương tác cùng với cái điệu múa. Như hai nàng tố nữ ở trong tranh rất là kỳ diệu và rất là thơ và lãng mạn, thì hai con đều làm rất là ra. Chú cũng đồng cái quan điểm với cô Đoan Trang, chú rất thích tụi con hát bè với nhau. Những cái phần bè nghe rất nhẹ nhàng và du dương, như là những cái chiếc lá nó đang bay lơ lửng hay gì đó đó. Cái bài này thì chú cứ thả hồn và đến lúc nó hết hồi nào cũng không hay nữa. Nó giống như một cái làn gió của một cái buổi trưa hè, hay là một cái cơn gió và một cái đêm trăng nào đó đó. Thì đó là những cái mà tụi con đã vẽ ra được, cái tuổi thơ cũng như cái quê hương Việt Nam mình. Cảm ơn hai con. Dạ cảm ơn chú ạ. Cô Tú My nè, vô hệ mình nè. Tiết mục của hai đứa con tuy rằng là không có dàn dựng múa, nhưng mà hai con đã làm chủ sân khấu quá tốt. Cộng thêm một điều mà Tú My muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn cũng như là bộ phận làm về ánh sáng và graphic màn hình. Quá đẹp các con ơi. Đơn giản thôi nhưng mà tôn tiết mục của tụi con lên rất là nhiều. Bạn Phương Nhi thì cũng là một thí sinh của đội Anh Quốc Đại trong chương trình Tử Tài Siêu Nhí. Lúc đó là Tú My cũng ngồi với anh Quốc Đại làm huấn luyện viên mùa 3 phải không con? Thì hôm nay gặp lại thấy cao lớn, đẹp gái, hát rất là hay. Cát Viên, con cũng sở hữu giọng hát trong trẻo lắm. Và con có một cái nhạc cảm quá tốt. Khi mà con hát cái câu nhớ thương làng quê, lũy tre bờ đê con bỏ nhỏ đó, ôi con làm cô nổi hết da gà. Ôi xuất sắc quá. Hai con nhìn giống như hai chị em sinh đôi vậy ha. Nhìn kiểu giống cô nghĩ giống rằng các Tony, con Tony quá hợp. Dạ. Thì các con rất là hợp với dòng nhạc dân ca trữ tình. Các con nên phát huy thật nhiều ha. Chúc mừng các con. Một tràng hỗ tay thật lớn cho Cát Viên và Phương Nhi. Trời từng tự lắm dài sau lưng thon, trang vàng gục mộc khu giòn đi tiếng kêu xa. Gập ghềnh kiếm mỹ đoạn trường, tất ta tất cười hương ý phong sương. Ngại ngần đi cái chi nợ nần đi thế gian si. Say nước thời nước biếc, con trăng vẫn tròn em vẫn son đi à ơi à, 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 xoay vần con bay bay, em say giấc mơ say tình, say người em thương, say người em yêu đêm phơi nỗi. Trên con giống mấy tuổi em,
mặt trời từng từng lăn dài dưới lưng thon, chạng vạng khúc mộc khua dọn đi tiếng kêu xa. Gập ghềnh kiếp mi đoạn trường tất tà tất tưởi bước nhi phong sương, ngại ngần ni cái chi chi nợ nần ni thế gian si ý. Non ni thời non xanh nước thời nước biếc, con trăng vẫn tròn em vẫn son đi ơi à, 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 ơi. Xoay vần con quay quay em say giấc mơ say tình, say người em thương say người em yêu đêm vơi. Và đó chính là Kevin và Phương Nhi. Một tràng hô tay cho hai con rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn vũ đoàn sắc màu như một bức tranh. Phải nói là Thúy Kiều, Thúy Vân là đây còn gì nữa đúng không ạ? Tụi con thân mến, tụi con mở màn cho chương trình rất là tươi mới, xinh đẹp. Và theo chú Minh Sù thấy nhá, tụi con có quá là nhiều thứ phù hợp với nhau. Nhưng không biết là tụi con đã là bạn với nhau lâu chưa? Bây giờ mình tự giới thiệu, mình gửi lời chào đến ban giám khảo nha. Rồi con, Phương Nhi trước nào. Dạ con xin chào tất cả mọi người, con xin chào ban giám khảo ạ. Con tên là Phạm Hoàng Phương Nhi, năm nay con 12 tuổi và con đến từ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Dạ xin chào quý vị ban giám khảo và quý vị khán giả. Con là Cát Viên, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Đà Nẵng ạ. Một bên là Lâm Đồng, một bên là Đà Nẵng. Thế không biết là tụi con là kết hợp với nhau lần đầu tiên hả? Là phải đến với thành phố Hồ Chí Minh rồi mới tập luyện được với nhau hay sao? Dạ. Trời ơi, đồng thanh, dạ, dễ thương quá. Chị Đăng Trang thân mến, cảm xúc của chị như thế nào trong tiết mục mở màn này? Xin mời. Tụi con quá duyên dáng đi, rất là dễ thương. Cô phải nể cái người biên tập của chương trình này. Bởi vì sau bao nhiêu mùa mà Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Sen Vàng kết hợp với nhau để tạo ra những cái sân chơi cho tụi con. Nào là Thử Tài Siêu Nhí, Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí, vân vân, mà các cô chú nhớ tất cả các con để mà chọn các con làm sao cho phù hợp, để phù hợp trong cặp đôi vàng nhí của lần này. Và hai đứa con từ giọng hát cho tới cá tính cho tới tất cả mọi thứ đều rất là tương đồng. Đó là một trong những cái lợi thế. Cô thấy hai đứa con rất là thông minh luôn. Thông minh ở chỗ là các con bắt được cái nhịp của bài hát, cái kiểu của bài hát, và hát cái bài hát này luyến lấy tất cả những cái phong cách âm nhạc, cái kiểu dân gian của cái bài son này rất là hay. Mặc dù cái bài này không phải là dễ hát mà các con hát rất tốt. Đồng thời các con thể hiện được cái nội lực của mình qua giọng hát của mình. Và cô rất là ấn tượng, có một cái chỗ bè rất hay. Tại vì bài này khó, những cái bè, những cái quãng 3, quãng 5 lắm. Nhưng có một câu là bè quãng 8 trên và 8 dưới. Đó, cho nên là rất là tuyệt. Chúc mừng tụi con, rất thành công. Cảm ơn cô. Thật sự phải nói là hòa quyện đồng thanh với nhau trong việc trả lời luôn đúng không ạ? Anh Hoàng Nhật Nam thân mến, với con mắt cùng người đạo diễn, anh thấy sân khấu ngày hôm nay như thế nào với tiết mục mở màn này ạ? Hai cô bé rất là xinh đẹp, cùng size nữa. Cùng tuổi luôn anh. Cùng tuổi. Cùng tuổi luôn. Rồi cái gương mặt nhìn cũng rất là hao hao, cho nên hai con là một nửa của nhau trong chương trình cặp đôi vàng này rất là phù hợp. Chú rất là thích các cái vũ đạo của hai con á. Vũ đạo những lúc gian tấu tụi con cùng hòa với vũ đoàn đó. Rất là dễ thương, nhẹ nhàng, vừa phải, đúng với lứa tuổi của mình. Và hầu như hai con với cái sự dịu dàng này thì cũng đã làm chủ sân khấu. Chúc mừng hai con, Phương Nhi và các dạ, viên. Dạ, con cảm ơn chú. Không biết là cảm xúc của chị Khả Như, chị thấy như thế nào với hai cô bé của chúng tôi ạ? Với cô á, chương trình này á, cái bí quyết để cho các con thành công đó là hãy làm cho người ta tin chúng ta là một cặp đôi thật sự. Các con hát hay rồi, các con trình diễn tuyệt vời rồi, nhưng mà hãy làm cho người ta tin là hai đứa con nó là một cặp. Xé ra là không bao giờ bằng, nhưng mà sáp vô một cái là nhất. Đó là cái gì con biết không? Đó là ánh mắt, đó là cử chỉ, đó là hành động trên sân khấu để cho người ta thấy chúng ta đang phối hợp. Tụi con nhảy, tụi con múa, tụi con làm như thế nào, nhưng mà phải cho người ta thấy hai chị em tôi song sinh nè.
Dạ. Đó, nó làm cho người ta cái điều đó là điều thú vị. Ở đây là một cặp chú Minh Sùn với cô Khả Như cũng đã từng là một cặp MC chung với nhau. Chị hãy thể hiện cho các con mình đã từng là một cặp đôi. Đúng rồi. Em đẹp em xin em hát 2, 3. Em đẹp em xin bỏ. Dạ. Một tràng hỗ tay cho hai con Phương Nhi và các viên. Chúc mừng tụi con. Rất là đáng yêu đúng không ạ? Thường thì tiết mục mở màn các con sẽ hơi hồi hộp và lo sợ một tí xíu, nhưng không, Phương Nhi và các viên của chúng ta đã làm cho sân khấu của chương trình này bùng nổ và bừng sáng. Trong an lành chuyện binh đao mấy phen cùng quân tần, nhiều thần linh ban phép thiêng gìn giữ nó thần kia mang móng chân rùa vàng, chân hùng anh tiêu tán quân thù bảo tàng. Nhà nhà sống trong yên vui, đêm đêm hát ca ngày dần qua. Nào ngờ đến những phong ba đang vây quanh thành cổ loa. Có những âm mưu, có những hận thù, gieo bao đau thương vì ôm giấc mơ đổ vương. Nhà nhà sống trong yên vui, đêm đêm hát ca ngày dần qua. Trắng đêm chiều đã kia, với những âm mưu, với những hận thù, một ngày nào tiến quân thành loạn. Nàng ơi nhớ ngày xưa, chuyện cạn qua quân tân tàn tác, vì đâu là mơ chiến trường mưa xa thương vong hàng hà. Thần kinh quy cho cha móng thiêng, lắm nó thân giữ gìn biên cương. Nếu mai kia bình biên về dấu, ta tìm nơi nào bóng dáng bị trâu. Người hỡi sao nói lời không hay, nhưng thôi ai biết sao ngày sau. Ngày ấy chẳng theo bên trên đường, áo lồng ngọc thiết ghi dấu to tương. Trung trung điểm điểm đoàn quân cờ giật trời mây vang vang tiếng hò reo, mà còn đâu bóng thiêng rùa vàng. Người yêu là nước mắt nhà tan, thương thế an dương vương đưa con gái yêu cùng ra đi. Họ không hề vượt nam áo lông ngóng ra đường vẫn ghi, mà rồi cả đâu bước qua thu càng đến gần, giặc ngồi sau lưng vang vang tiếng rùa. Thank you.
tình ý còn đây, thân thắm trên dặm đường. Hỡi ơi, nam ái sầu thiên thu, máu đào bị trâu, hoa tan sông bể xu. Trong thủy mỹ châu, lời ai có một câu chuyện nữa rất là hoành tráng được kể ra đến từ giọng hát của hai con. Chú Minh Sù rất là bất ngờ. Nào, xin lại đây nào, con trai. Đó, đứng cạnh nhau. Chắc chị Đoan Trang đã có rất là nhiều những cái take note của mình rồi. Xin mời chị chia sẻ luôn ạ. Các con đang hát một cái tác phẩm về một cái câu chuyện truyền thuyết rất là hay. Các con có biết nó là gì không? Dạ, là câu chuyện chị Mỹ Châu Trọng Thủy. Rồi, có biết cái kết quả của nó là cái gì không? Dạ thưa cô, là Mỹ Châu đã chết bởi vua An Dương Vương đã chính tay hạ. Đúng rồi, Mỹ Châu, công chúa Mỹ Châu đã chết dưới tay của cha mình, đó là vua An Dương Vương, bởi vì rải cái lông ngỗng chỉ đường cho quân giặc ha. Với hai đứa con ngày hôm nay cô thực sự là bất ngờ, bởi vì hai đứa con đã thoát khỏi cái hình ảnh của mình qua một cái màu sắc mới. Mà cái bất ngờ nữa là hai đứa con cũng có chịu khó tập luyện một cái đoạn vũ đạo ở phần giữa để kết hợp cùng với các cô chú trong vũ đoàn để tạo thành một cái nét khác biệt của mình. Đánh võ đó không? Đúng rồi. Đánh võ rất rồi là... đá nữa. Đó rồi rất trang phục. Rất là dũng mãnh. Đúng rồi. Trang phục của tụi con cũng vậy, cũng khá là đẹp mắt nữa. Cho nên cô nhìn thấy được cái cố gắng của Tấn Bảo với lại Thái Hà rất là nhiều. Nhưng mà Thái Hà, con thoải mái lên cho con. Mình cũng phải giống như anh Tấn Bảo là hát một cách rất là điềm tĩnh. Thì giọng hát của mình đã hay rồi, nhưng mà cái phong thái của mình nó phải thoải mái hơn, nó phải tạo được cái sự tự nhiên hơn nha con. Chứ không thôi nhìn ở dưới á, nhìn thấy mình hơi gồng cứng. Còn ngoài ra thì tiết mục này thì cô rất là thích. Và cô chúc mừng hai đứa con vì nó thành công. Cảm ơn cô ạ. Để xin mời chú Hoàng Nhật Nam luôn ạ. Chú tiếp lời cô Đoan Trang á, đó là về cái gương mặt của mình. Thì gương mặt của Thái Hà có một cái là con hay buồn á. Con hay cái gương mặt nó giống hơi ưu tư. Nhưng mà cái bài này thì nó cần một cái khí thế. Thì nguyên một cái đoạn đầu á thì chú thấy mặt con hơi cứ bị âu sầu. Thì mình cần phải thể hiện cái khí thế, cái sự mạnh mẽ. Nhưng mà cái sự hùng dũng trong cái gương mặt đó thì đoạn sau á, lúc mà con sang bên này, thì lúc mà nhạc, beat nhạc càng nổi lên dữ dội, thì lúc đó con đã nhập cuộc. Và lúc đó là cùng với anh Tấn Bảo thì con đã thể hiện được ở đoạn sau vớt lại. Đó thì con lưu ý cái đoạn này nha. Còn lại thì cái bài này thì hai con đã thể hiện được một bản bi hùng ca trong một cái câu chuyện mà nó có kết cục rất là buồn. Mà hai con cũng đã thể hiện được và chú thấy là cứ đi từ chậm đến mạnh rồi đến hào hùng, xong sau đó là đến hơi bi chút rồi lại nổi lên. Tức là nó cứ đổi liên tục à. Rất nó rất là một cái tác phẩm trường ca chứ không phải là một cái bài hát đúng. Bình thường đơn giản. Mà trước đó là tụi con chưa từng biết bài này đúng không? Dạ. Đó thì đó cũng là một cái nỗ lực của hai con và cũng rất là thông minh khi mà tiếp thu được cái bài này. Đó thì đó là những cái góp ý của chú. Và hôm nay hai con đã thể hiện một cái màu mới sử ca rất là thành công bên cạnh những cái dòng nhạc trữ tình mà trước giờ một khán giả thường thấy. Chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn đại diện Hòa Nhật Nam. Không biết là với cảm nhận của riêng anh thì anh thấy sao ạ? Trước tiên thì Gia Bảo cảm ơn Vũ Đoàn là bởi vì đã diễn lại những cái phân khúc quan trọng nhất của Trọng Thủy Mỹ Châu. Thì cái khen ở đây là hai bạn nó khá chênh với nhau về độ tuổi, đúng không? Và cũng chênh với nhau về vóc dáng, về tất cả mọi thứ. Thì nhìn vô đây là một cái cặp nó không có xứng, nhưng hai bé lại có một cái giọng ca rất là hay. Bởi vì đây là một cái ca khúc rất là khó ca. Và gần như rất là nhiều năm nay ít có ca sĩ nào dám đụng tới cái bài này lắm. Và khen ở hai bé cái là những cái đoạn mà hai bé ca nhẹ nhàng, những cái đoạn ngân á, thì những cái nốt ngân rất là ngọt và nghe nó đã lỗ tai lắm. Và những cái lớp hùng hồn thì cũng rất là hùng hồn. Đó, rồi đánh võ, rồi nói chung là đây là một cái tiết mục mà mình rất là thích luôn. Bởi vì á, giống như tiết mục mở màn hồi nãy của Văn Minh và Ngọc Dầu là nhắc đến những người dựng nước. Và đây là một tiết mục nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn nhớ cái vấn đề giữ nước.
Đây là một cái tiết mục kết rất đẹp của chương trình ngày hôm nay. Và đây là một tiết mục mà Gia Bảo rất là thích. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều ạ. Và một lần nữa, một tràng hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Hai đứa ơi, ăn sáng xong rồi á, học bài đi nha con. À, còn đồ ăn trưa á, mẹ để sẵn ở trong cặp. Chút khi nào mà đi học á, nhớ đem theo nghe không? Dạ, mẹ yên tâm đi làm nha mẹ. Tụi rồi. Con tự lo được mà. Giỏi, mẹ đi nha. Ờ, mẹ. Hử? Mẹ có nhớ mẹ hứa với con cái gì không? Mẹ hứa gì đâu ta? Dạ thì hôm bữa mẹ hứa với con mua cho con cây đàn guitar đó. À, mẹ hứa mua cho con cây đàn guitar đúng không? Dạ. Mẹ quên rồi. Ô mẹ, mà kỳ quá à. Mẹ quên là không biết mẹ mua về xong mẹ để ở đâu trong căn nhà này ta. À, con cảm ơn mẹ. Con lấy giùm mẹ cái áo khoác mẹ đi làm. Dạ, đi. Dạ. Ừ. Ủa? À, đàn guitar nè, con cảm ơn mẹ. Trời ơi, thích quá à. Trời ơi, thích không? Ủa mẹ, mà sao nó cũ quá vậy mẹ? À, tại vì bây giờ á, con mới tập đàn thôi đúng không? Cho nên con đàn đỡ cái đàn cũ đi. Rồi sau này á, khi nào mà con đàn thành thạo rồi đó, mẹ sẽ mua cho con cái đàn mới thiệt là đẹp, được không? Dạ, con cảm ơn mẹ. Rồi, ủa vậy nha. Mẹ. Hả? Con cũng thích học đàn piano mà, sao mẹ không mua cho con? Ai nói mẹ không mua? Yeah. Nè, nhắm mắt lại đi. Ten ten. Mẹ. Hả? Con thích đàn piano mà. Thì cái đàn này đàn piano nè con nè, để chữ piano đàng hoàng nè. Nhưng mà con thích đàn piano thiệt, con thích đàn piano đồ chơi. Hôm bữa con đâu có nói thiệt hay là đồ chơi đâu. Mẹ. Thôi nè, đừng có nhõng nhẽo nữa. Mẹ biết chứ, nhưng mà con biết sao không? Tại vì cái đàn piano thiệt á, nó đắt tiền lắm. Để từ từ rồi mẹ để dành tiền mẹ mua cho con nha. Từ từ gì nữa mẹ? Mấy đứa bạn của con á, đứa nào cũng có piano hết rồi. Rồi, mẹ lãnh lương, mẹ sẽ gom tiền lại, mẹ mua cho con cây đàn thiệt là bự, thiệt là đẹp, được không? Nhanh nhanh nha mẹ. Rồi, vậy nha. Bây giờ như vậy, có đàn guitar rồi, hai đứa ở nhà ha, vừa tập đàn tập hát đi ha. Rồi dạ. Canh giờ học bài rồi đi học buổi trưa, nghe không? Dạ, rồi, chào mẹ. Mẹ đi nha. Em ơi, lại học chung với chị cũng được nè. Cái gì? Đàn guitar. Em á, chỉ thích học đàn piano thôi. Vì sao? Vì học đàn piano mới thể hiện được sự đẳng cấp, sang chảnh. Chị học mình đi. Em ơi, sao mẹ để quên cái khăn rồi? Thôi hay là em ở nhà coi nhà nha. Để chị chạy ra đưa cho mẹ cái đã. Nhớ coi nhà đó nha. Anh Trang trộn không con ơi? Anh Trang trộn không nè? Nay khỏi hỏi ngon lắm nè mấy đứa. Ăn không mấy đứa ơi? Anh Trang trộn không mấy đứa ơi? Trên con phố khuya có một người
Thôi từ từ chị bán quay gì bán cho nè con, từ nha. Trời ơi cái bà ở kia, bà đi đứng kiểu gì vậy? Dạ xin lỗi. Trời ơi tôi xin lỗi. Dạ không sao xin lỗi. Từ nha chị. Tôi xin lỗi, sao làm tới nhà chị rồi. Thôi vô nhà nghỉ ngơi đi. Người thì bệnh hoạn mà suốt ngày cứ đi ra ngoài mẹ, đường. Mẹ sao. Bị sao vậy mẹ? Mẹ không sao đâu con, cảm ơn chị. Cô ơi cô, mẹ con bị sao vậy cô? Mẹ con á, trời nắng chang chang vậy á mà đi ra ngoài cánh hàng rong chị... rồi bả sai sẩm mặt mày á, xém tí bị xe đụng rồi. Chị ơi. Thôi chị nghỉ ngơi đi nghe. Dạ dạ cảm ơn chị. Thôi cô về nha con. Cảm ơn chị. Dạ con cảm ơn cô. Cô về nha chị. Mẹ có sao không vậy mẹ? Mẹ không sao đâu con. Con đừng nghe lời cô nói nha. Cô nói lộn á, là mẹ từ ở công ty mẹ bước ra chứ mẹ không có đi bán hàng rong. Mẹ không có đi bán hàng rong gì hết. Mẹ không có đi bán mà. Thiệt á mẹ. Con biết hết rồi. Mẹ đừng có giấu con nữa. Bữa hôm á, con tính chạy ra đưa cái khăn cho mẹ. Rồi con thấy mẹ gửi hàng bên nhà cô Tư. Mẹ gánh hàng đi bán. Mẹ ơi mẹ đừng bán nữa nha mẹ. Vất vả lắm mẹ ơi. Không bán thì lấy đâu ra tiền hả cô? Công ty của mẹ giải thể lâu rồi. Bây giờ thì tìm việc làm khó khăn lắm. Chỉ có cách buôn gánh bán bưng như vậy á mới có thể là đắp đổi qua ngày được con à. Hai đứa con thì còn nhỏ, ba con thì mất sớm. Mẹ phải vừa làm cha vừa làm mẹ. Mẹ cực khổ nhiều mẹ cũng không quản hết. Miễn sao là hai con của mẹ ngoan ngoãn học giỏi là được rồi. Cho tụi con xin được thay cha chăm sóc mẹ nha mẹ. Phải bắt cóc chị Trang một tí xíu. Chị có cảm xúc như thế nào ngày hôm nay hỗ trợ cho đêm chung kết của Phương Nhi và các viên ạ? Không biết sao nữa. Cuộc đời mình thì mình chưa có gia đình. Nhưng mà không biết sao là khi mà hỗ trợ cho mấy đứa nhỏ thì thấy nó cảm giác giống như đứa con mình vậy đó. Rất mừng là hai bé hôm nay là hát trôi chảy, hát ổn. Trang hô tay nữa với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Hồng Trang. Xin được cảm ơn chị Trang rất là nhiều ạ. Xin mời chị Đoan Trang ạ. Ôi cái tiết mục này xúc động quá tụi con. Bé Viên với bé Nhi diễn rất là ra cái vai của mình. Cũng thêm một bất ngờ nữa là con chơi đàn guitar. Con đánh rất là tự nhiên, vừa hát vừa đàn. Đó, tuy nhiên cái thế ngồi của con á, nó không có được thoải mái lắm cho con. Cho nên có những cái đoạn cao thì con hát nó không được bay lắm như những cái tiết mục khác. Phần cuối á, hai đứa con quá là nhập tâm, quá cảm xúc cho nên cái bè cũng như là cái câu cuối đó nó hơi run rẩy chút xíu. Nhưng nó cũng vẫn mang lại một cái gì đó nó rất là chân thật. Cho nên nhìn chung thì cô cũng đánh giá khá cao tiết mục này. Cô chúc mừng tụi con. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Tiếp nối ạ, xin mời cô Phương Viên. Nói về cái chủ đề này thì cô là bao lệ luôn. Tại vì cô đã từng là cái cô gái đòi cái đàn piano đó. Cô cũng đã từng là cái cô gái đòi cái đàn guitar đó. Và ngày hôm nay cái cô gái bị đòi đang ngồi. Chỉ khi nào mình thấy được mẹ mình cực khổ, gian truân thì mình mới biết thương mẹ. Và cảm ơn tụi con rất là nhiều vì đã mang đến một cái màn trình diễn rất là xúc động ngày hôm nay. Vi đã từng hát một cái bài hát về mẹ ở trên sân khấu, ca khúc Mẹ Yêu. Bản thân Vi là đã đi hát rất là lâu rồi, nhưng mà lúc hát bài đó mẹ ngồi dưới cái khóc mà Vi hát Vi vỡ giọng. Con hát phải nói là mặc dù cũng có hơi run rẩy đó nhưng mà bình tĩnh hơn cô ngày xưa rất là nhiều, rất là bản lĩnh. Chúc mừng hai con. Dạ em cảm ơn cô. Là lúc mà các viên ngồi đàn cái đàn đó, từng cái giọt đàn lên đó thì nghe nó rất là chứa chan, như là đi vào trong hồn mình á. Mặc dù là chú biết là ở đâu đó nó vẫn còn những cái vụn về của con trong cái tiếng đàn đó, nhưng mà nó phù hợp với
cái tình cảm của con lúc đó. Chú rất là xúc động, chúc mừng hai con. Cảm ơn và chúc mừng cho Phương Nhi và các viên. Nào ngờ trời đất nổi cơn gió, bụi cuốn đi bình yên.
dòng sông sẽ chứng cho kiếp chân truyền. Thương sao cô gái Việt Nam như đóa hoa cống dung ngon hành. Ô tang ô tang tình ta ngọn ngang đoàn trường bước đi làm đường. Cuốn thân mình để mở mang nước non đất ô lý ghi lòng son. Hạt mưa thấm đất hạt còn chơi vơi. Cháu tiên con rồng nguyện một lòng
vượt sóng to trùng dương. Ta dương hàng sơn hà, cõi trời bao la âm ba, muôn nhà giang khúc ca. Hãy yêu dân ta như yêu nước thiết tha, dân là máu xương là hơi thở muôn đời. Hỡi giặc tham tà hãy lắng nghe đây, trần ngưng đạo sẽ chém tan thấy kẻ lâm le thôn tinh. Máu của dân ta đã đổ qua rồi, linh hồn bất tử bảo vệ cõi trời nam. Đại kỳ kiêu hùng ngàn năm, bao bước chân âm thầm của tiền nhân, bao an cơ đồ, bao lần dời đồ, toàn tin đường quân giả màng. Tiếp sức ta hoài thần tung quanh còn cho chúng bay, thôi cái lợn nước Nam hơn đạo dương, diễn quân thù công tiếc thương. Nam quốc sơn hà Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lộ lại xâm phạm, như đang hành thang thú bại hư. Phá cường địch bao hoàng ương, đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó biến giác bất hoàng, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng đi vũ trụ. Vang từ núi xa 4000 năm, Việt Nam, Việt Nam, dạng người Việt Nam mãi du hồn non nước trường ngàn trùng. Máu dân ta đổ trên núi đồi, máu dân ta đổ loang cánh đồng, máu dân ta đổ trong rừng sâu, đổ loang dòng sông. Từ bọc trứng ngâu cơ nở trên đất lành, có trăm con tòa đi khắp biển, đất cha ông nguyện đem mồ hôi, đem máu thịt làm phù sa tưới bón quê nhà. Từ ngàn xưa máu dân ta tô hồng sự xanh, chỉ dân ta nuôi thời liệt oanh, khi thiên nhiên sau đời cứu.
ngàn sau tiếng quê hương du hồn Việt Nam, đất đai thiêng nuôi người Việt Nam, núi sông linh thiêng hồn non nước. Dân tộc chung nhà Việt Nam, a ơi, a đoàn kết các dân tộc mang hồn Việt Nam, Việt Nam ơi, Việt Nam, đoàn kết các dân tộc chung nhà Việt Nam. Dân tộc chung nhà Việt Nam, a ơi, a đoàn kết các dân tộc mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt hồn dân tộc dạy ta làm thi sĩ. Quá khứ nhiều mà ta chẳng già nữa, mai gánh lại những vết thương xé thịt. Dân tộc mình mở tới một trang vui. Một lần nữa hãy cùng dành một tràng pháo thật lớn cho bé Thái Hà. Thật sự thì lúc lại cảm thấy mình rất là ác với con nữa. Cái dòng trước là một cái liên khúc mẹ cũng là nặng với con, mà con đã vượt qua một cái xuất sắc. Hôm nay thì nhiệm vụ của thầy là phải đặt cho con cái thử thách khó hơn, nhưng mà hôm nay con đã làm rất tốt. Những cái bạn mà hát những cái bài hát này sẽ có một cái giọng nó hùng tráng, nó hào sảng, nó vang, nó rền. Nhưng con thì không, vẫn cái chất giọng đó mềm mại đó, mượt mà đó, ngân nga luyến lấy mà đẹp trong từng nốt nhạc. Nó đi xuống cái tầng ngầm sâu bên dưới, nó len lỏi vào trong trái tim của người xem. Và chú nghĩ thật sự là bị con chinh phục, cũng như là tất cả những thành viên xuất hiện trong tiết mục này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi xem một tiết mục tuyệt vời. Những cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam nằm ở trong tiết mục của con. Con hát rất là ngọt ngào. Và ngày hôm nay con đã có một cái điểm nhấn, đó là có một cái đoạn cải lương ở trong cái phần trình diễn của mình. Một lần nữa cô muốn nhắc là con là một người con của miền Bắc, và cô muốn gửi một lời chúc mừng chân thành đến Thái Hà và thầy Quốc Đại. Xin cảm ơn cô. Go!
say thương cánh cò. Tiếng đàn tôi tính tang tang tính tang. Bài hát du em đến trường. Bài hát du em một thời mộng mơ. Cò bay cò bay đôi cờ biết sao biết đâu cò về. Phải nói là tiết mục này rất là đẹp trên sân khấu đúng không ạ? Đẹp thứ nhất ở đây là cảnh trí, thứ hai là tụi con với hai tạo dài. Đây là chữ mẹ, bên này là chữ hiếu. Không biết là cảm xúc của anh Long Nhật như thế nào ạ? Tròn cả con mở màn cho cái buổi tối hôm nay là một cái điều rất là chính xác luôn. Thải Hà, chú ngồi ở đây chú ngắm nhìn lên chú thấy con nhỏ xíu mà đáng yêu vô cùng. Nhưng mà con rất là chững chạc, con bước từ trên cái bục xuống. Con đi đứng đàng hoàng chững chạc và giọng đẹp quá trời. Trong sáng mượt mà. Mà cái trường độ cao độ của con là chính xác. Và con hát rõ rõ từng lời. Bên cạnh đó là Tấn Bảo. Con có cái quảng trầm đẹp quá và hỗ trợ cho nhau. Cái phần bè và phần đuổi, cái phần vô can nữa, cái phần kết rất là hay luôn. Chú không biết nói gì hơn, chú rất là xúc động. Và chú rất là, chú tan chảy bởi vì trên hai cái tà áo, chữ mẹ và chữ hiếu. Mẹ là tuổi thơ, mẹ là quê hương, mẹ là tất cả những gì mà chúng ta đem theo cả cuộc đời này. Bởi vì quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Cảm ơn hai con. Xin được cảm ơn giám khảo Long Nhật rất nhiều. Và có thể nói là hai bạn nhỏ này như hai chàng hoàng tử bé đúng không ạ? Nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy chững chạc thông qua từng cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Qua cái phần trình diễn của tụi con, cô đánh giá được cái thế hệ mới thông minh quá. Tụi con chưa có được rèn giũa nhiều về kỹ năng, kỹ thuật âm nhạc, chưa được học tập nhiều về chuyên môn thanh nhạc. Nhưng mà tụi con nắm được cái cách hát, cái đó là cái điều phải nói là tựa trong cái máu của mình rồi, trong cái năng khiếu của các con rồi. Cho nên các con là những cái vốn rất là quý giá, các con tài năng thực sự. Xem các con hát á, cô quên đi phải phân tích cái gì ở các con, mà làm cho cô thấy được một cái tình yêu về quê hương, về đất nước, về cha mẹ. Cảm ơn cô ạ. Và tiếp tục ạ, xin mời giám khảo Huỳnh Lập. Nó nói về mà diễn viên Huỳnh Lập mà đi chấm ca nhạc thì nó hơi bị không có vô lắm. Hơi ngộ nghĩnh đúng không? Hơi ngộ nghĩnh nhẹ một chút xíu. Là bởi vì bản thân mình nó không có am hiểu quá nhiều về phần nhạc đâu. Cho nên là tất cả về chuyên môn là nhường cho hai anh chị đây hết. Bản thân chú chỉ nhìn về tổng quan về cái diễn xuất của tụi con thôi. Về cái thần thái của tụi con. Cái bài hát này là cái bài hát nó quá là phù hợp với cảm xúc của tụi con. Nó nói về cái tình cảm của cái người con dành cho những đấng sinh thành mà. Nó không có cần phải tưởng tượng, nó không có cần phải hóa thân nữa, nó chẳng cần diễn xuất gì cả. Tụi con cứ lấy đúng cái tấm chân tình của tụi con dành cho cha, dành cho mẹ, dành cho những người đã nuôi nấng mình, là tụi con sẽ thể hiện một cách trọn vẹn nhất cái ý nghĩa của bài hát này. Thấy Hà như vậy nè, cái giọng của con cao lắm, chú nghe tới đâu là chú nổi da gà tới đó. Nhưng mà con hơi bị nhìn lung tung. Lúc mà bạn của con hát á, con cầm cái micro mà con cứ gì nè, giống như là con hoang mang, con nhìn con cái, đi gì tìm á, cái gì đó, con chú tìm cái gì á. Giá như mà mình tập trung hơn được một chút xíu thì cái phần trình diễn của con sẽ hoàn hảo nhất có thể. Bạn Tấn Bảo thì có vẻ bình tĩnh hơn, kiểm soát được cái cảm xúc, cái gương mặt của mình. Cảm ơn hai tụi con rất là nhiều, bài hát rất là hay. Yeah. Giờ hỏi luôn, hôm nay có hồi hộp không con Thái Hà? Dạ không á. Không đúng không? Tấn Bảo cũng vậy đúng không? Đi tìm đồ ăn đó. Dạ hả? Chắc đói lắm đúng dạ, không con? Cò buổi tối đi tìm đồ ăn vậy thôi. Nhưng mà thực sự phải nói là cá nhân chú Minh Sù thấy là hơi tiếc tí xíu ở cái phần kết. Có nghĩa là mình, ủa sao hết rồi ta? Hơi hận. Nhưng mà đây cũng có thể là một chiến thuật. Nếu như các bạn muốn nghe nữa, nếu như ban giám khảo muốn xem nữa, thì ban giám khảo phải giữ cặp đôi này lại. Bởi vì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết định
cặp đôi thấp điểm nhất sẽ phải dừng lại cuộc chơi. Nhưng ngày hôm nay, các con thân mến, mở màn quá tuyệt vời, một tràng hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Tôi loay hoay trong đường rối ren, nhìn dòng người xoay vòng cứ bước tiếp. Chỉ mình tôi vô vọng trong những mối suy tư, soi gương thương sao nhỏ bé. Biết phải làm sao dừng lại hay bước tiếp? Có lúc đam mê trong tôi lại hối thúc, đừng dậy đi cho họ thấy tôi là ai. I see the light, music make me feel so strong, cho tâm hồn tôi dường như sống lại. Để đánh thức lúc đang ngủ quên, để niềm tin tôi không dừng lại. Music heal my soul, and yes sao muốn nói cảm ơn tình yêu ấy mãi. Nhưng ngày qua tôi nhận ra âm nhạc đã cho tôi ánh sáng soi lối đi. Trong những rối ren, nhìn dòng người xoay vòng cứ bước tiếp trong vô vọng. Những môi suy tư, rồi hương thương sao nhỏ bé. Yeah. Biết phải làm sao dừng lại hay bước tiếp? Có lúc đam mê trong tôi lại hối thúc, đừng dậy đi cho thấy tôi là ai. I see the light, music make me feel so strong, cho tâm hồn tôi dường như sống lại. Để đánh thức lúc đang ngủ quên, để niềm tin tôi không dừng lại. Music heal my soul, anh như sao muốn nói cảm ơn tình yêu ấy mãi. Và đó chính là Phương Nhi và Khắc Vi. Thank you dancer. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Ngô rất nhiều. Wow, lại một lần nữa lột xác đúng không ạ? Lần này thì chú thấy là tụi con nhảy tưng bừng quá, sôi động quá. Chú Huỳnh Lập, cảm xúc của chú như thế nào ạ? Chú đoán là những dòng chú tụi con không phải là màu này, không phải là một cái sự sôi động. Rất là nhẹ nhàng đậm thấm. Quyền yeah. Nét đẹp, quê hương có, ba lát có. Ma mị tí xíu có. Dân gian đương đài có. Có thể là đa dạng được cái dòng nhạc của mình. Nhìn vào chú thấy được sự tươi mới, sự hào hứng của tụi con khi mà tụi con được hát những cái thể loại nhạc mới á. Nhưng mà nó do là nó mới quá nên đâm là chú thấy tụi con chưa có thực sự bùng nổ nữa. Chú còn tụi con quậy hơn miếng nữa. Tại vì mình đang rất là năng động rồi đúng không? Quay lên, quay cuồng lên một chút xíu, cháy bỏng lên một chút xíu thì nó có thể thể hiện được cái tinh thần tuổi trẻ của mình hơn. Tại vì chú thấy rằng là tụi con có được cái sự tự tin khi mà tụi con được
song ca chung với nhau. Và chúc mừng tụi con đã có một cái tiết mục rất là tưng bừng cho cái sân khấu này. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn giám khảo Huỳnh Lộc. Xin được mời giám khảo Đăng Trang ạ. Xin mời chị. Càng nghe thì cô càng thấy bé Phương Nhi á nha. Cái chất giọng của con rất là giống giọng của một ngôi sao ca nhạc người Thái Lan cái thời từ mười mấy năm về trước mà cô hay nghe, đó là Tata John. Cái giọng rất là giống Tata John. Rất, nó có một cái gì đó nó rất là gợi cảm và nó rất là trong sáng nhưng mà vô cùng hiện đại. Đó. Với bé Viên á, ngày hôm nay cô hơi lo cho con chút xíu là con hơi mệt. Có một vài cái nốt lên cao bị vỡ, hơi bị vỡ chút xíu. Nhưng mà cái đó là quay hình mà, quay tới giờ đêm, các cô chú nhiều cũng khi mệt. Cũng còn mệt. Huống chi các con như vậy là cô thấy cô rất là nể luôn á. Quá giỏi rồi. Cô rất là nể tụi con. Gặp chú là chú lên đó chú nằm, đó chú hát. Cho nên là vỗ tay động viên cho các con với những thí sinh tiếp theo luôn. Nhưng mà chú Minh Sù hỏi nhỏ một câu nè, tập nhảy lâu không? Dạ con mới tập ngày hôm qua. Mới nhảy hôm qua thôi mà hôm nay nhảy vậy rồi. Chính vì tụi con có cái thời gian mà tụi con học nhảy nó ít quá nên năm nó bị chi phối của tụi con về giọng hát á. Bị phân tâm nhiều thứ quá. Giống như là khúc đó mình hát mình định xử lý giống như vậy nè. À qua trời, khúc này là mình phải giang cái chân qua vậy cái mình quên vụ xử lý ở đây. Nó vậy đó, nó chi phối rất là nhiều. Nhưng mà cũng một lần nữa cho thấy là một cặp đôi ẩn số đó. Không tại biết vì... là nếu như có cơ hội vô vòng sau là làm tới thể loại đó, gì nữa đây. Tại vì qua mỗi tuần là các con mang lại một cái sự trình diễn vô cùng là mới mẻ. Cho nên một tràng pháo tay dành cho bé Nhi và Viên. Mà đúng thiệt là cái này là giống như về đích đó chị. Để có thể lựa chọn ra 5 cặp đi tiếp, một cặp phải dừng lại. Cho nên là các bạn phải cố gắng hết sức, có nhiều bung hết để thuyết phục. Và chú Minh Sù phải nói là tụi con quá là hay, quá là giỏi rồi. Xin mời ý kiến của giám khảo Long Nhật ạ. Xin mời anh. Phương Nhi, con là người Lâm Đồng hả? Dạ. Con loại dòng Hà Nội á. Dạ đúng rồi ạ. Ba thì là Quảng Trị, còn mẹ là Nghệ An. Ba Quảng Trị, mẹ là Nghệ An. Nên là hèn gì, tại vì chú hỏi như vậy là bởi vì chú thấy cái chỉnh tạ của con rất là chính xác luôn. Cái chỉnh tạ nó quan trọng lắm. Khi nào mình hát dân ca Nam Bộ là mình phải hát rặc tiếng Nam. Hát dân ca Huế như chú Long Nhật là hát rặc tiếng miền Trung. Còn nếu mà Nghệ An của con á là ơi, chia hai tay mà em bưng cài rộ, chia tay anh thôi cắt cổ con dê. Có phải không con? Dạ đúng rồi. Thì chú nói như vậy là bởi vì cái chú yêu cái dân ca Việt Nam mà chú yêu cái âm sắc của từng vùng miền thì con có cái chỉnh tạ nó chuẩn xác. Nên cái con hát con thuyết phục chú hoàn toàn. Hai con xinh lắm, cười đẹp quá trời nó. Nhưng mà hôm nay chỉ là con chỉ chống trên một chút xíu cái đoàn phiêu lên cao trên cái quảng cao thôi. Nhưng mà đó là live ha, mình hát live phải không Trang? Hát dạ. Live thì nó hơi chống trên một chút xíu như vậy không sao. Lúc nào mà mình chuẩn xác là cái đó là phòng thu rồi. Còn live chỉ những cái chống trên những cái trầy xước nhỏ xíu như vậy thôi. Nó tăng cái sức hấp dẫn. Mà cái tiết mục hôm nay chú rất là yêu hai đứa con. Cảm ơn hai đứa con nhiều lắm. Cảm ơn chú ạ. Xin được cảm ơn ba giám khảo rất là nhiều. Có thể nói là tuần này tụi con đã một lần nữa khiến cho tất cả quý vị khán giả và ban giám khảo cảm thấy bất ngờ về tiết mục của tụi con. Cố gắng lên nhé. Nếu như có cơ hội, một tràng hót tay cho Phương Nhi và các Viên. Mơ
giấc mơ cánh tay mẹ. Một lời ru sao thiết tha khao khát từng đêm, những bước chân sao nhớ nhớ đêm lạnh thầm bước trong đêm. Và tôi luôn mơ mơ về một nơi xa xôi, nơi bé thơ luôn xanh trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai đang lên, nơi thế gian luôn ngập tràn yên bình. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai xa xôi, nơi bé thơ luôn xanh trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai đang lên, nơi thế gian luôn ngập tràn tiếng hát trẻ thơ. Và trẻ em yên ấm trong lời ru tha thiết từng đêm, ấm áp trong những mái ấm gia đình chỉ có yêu thương. Và tôi luôn mơ mơ về một nơi xa xôi, nơi bé thơ luôn xanh trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai đang lên, nơi thế gian luôn ngập tràn yên bình. Và tôi luôn mơ về một nơi xa xôi, nơi bé thơ luôn xanh trong tiếng cười. Và tôi luôn mơ mơ một ngày mai nâng lên, nơi thế gian luôn ngập tràn tiếng hát trẻ thơ. Sầu lo toan làm sao vơi đi mọi nỗi đau. Bạn ơi chung tay ta hãy giang tay xua tan đi bao nỗi sầu, để cho bao nhiêu em thơ cũ già mỉm cười nhìn ngày trôi qua. Để cho bao nhiêu em thơ cũ già. Xin mời chú Huỳnh Lập. Chú không biết là những dòng trước tụi con có những cái màu sắc gì? Chắc là trẻ trung hả? Dạ, tụi con hát rock. Dạ, tụi con hát rock. Ồ, hèn chi. Cái giọng của Nhật Minh á, rất là khỏe luôn. Nhưng mà chú có hơi lớn cấn nhẹ một chút xíu thôi. Cái giọng mình khỏe thật. Và khi mà chúng ta rơi vào cái khoảng mà mình bắt đầu phô cái giọng hát của mình ra, nó bị khỏe quá, cái đâm ra cái nó bị hơi bị mờ cái bạn hát chung với mình. Chú mong là mình có một sự hoàn thiện hơn được một chút xíu. Và khi mà chú nhìn hai con á, có lẽ là cái phong cách này là cái phong cách tụi con chưa có được tự nhiên với tụi con lắm, đúng không? Chú cảm giác rằng là tụi con chưa thật sự thoải mái lắm, thả lòng mình ra cho nó tự nhiên hơn. Chú đang cảm thấy là tụi con hơi gồng khi mà tụi con được hóa thân một cái nhân vật gì đó để hát cái bài này. Mai mốt mình thả lỏng cơ thể mình ra chút xíu cho nó thoải mái hơn, để những cái hiệu quả và những cái mong muốn của mình trong cái giọng hát và cách xử lý nó sẽ đến với khán giả 100% và trọn vẹn hơn. Cảm ơn tụi con. Dạ, cảm ơn chú. Cô hoàn toàn đồng ý với chú Lập ở cái điểm là tụi con chưa thoải mái lắm. Nhất là Minh thoải mái ra hơn trong tất cả những cái bài biểu diễn của mình ha con ha. Hai bài hát mashup lần này cũng rất là hay. Kỳ này là Minh cũng được tập hát bè rất là nhiều. Hát bè, cái phần bè thấp, nhịp bè thấp rất là khó. Rồi có những lúc con lại nhảy lên hát chính di bè cho con, đúng không? Trong cái quá trình tập luyện tụi con cũng phải tập luyện rất là nhiều để quen thuộc những cái giai điệu không phải là dễ hát. Chúc mừng tụi con. Xin cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Trang ạ. Tiếp lời xin được mời giám khảo Long Nhật ạ. Cái phần thanh nhạc của cả con cả làm tròn lắm, nhịp nhàng vững vàng đấu vào đấy, và cái bè bối cao độ trường độ chuẩn xác. Có một đoạn xuống thấp đó chú hơi lo lắng cho mình, xuống không tới là mất chữ, nó uổng lắm. Nhưng mà rõ ràng con xuống baritone xuống rền rõ ràng,
rên ấm. Còn cái phần diễn xuất như cô Đoan Trang và chú Hình Lập nói, còn con hơi bị chưa tập trung một chút xíu, nhưng đó là áp lực của chương trình thi cử, chú hoàn toàn thông cảm về điều đó. Dạ con cảm ơn chú. Thật sự phải nói là cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Một tràng pháo tay thật lớn cho hai bạn nhỏ Ngọc Nhi và Nhật Minh đã hoàn thành xong tiết mục của mình. Là ngu mai dương, từng kết nghĩa huynh đệ, hài da, đáng lý ra con phải gọi ta là chú. Quang đường, mẹ ta nói cha của ta là đi theo hồ ly tinh rồi, ta không có cha. Hài, bậy. Hồng Hài Nhi, mẹ của con quả thiệt là không biết dạy con lắm mà. Hài. Câm miệng, ai cho phép ngươi dám bình luận về mẹ của ta? À, con của ngu mai dương đấy sao hả? Nè nhóc con, hai da, nể tình con còn nhỏ, ta tha cho con đó. Hãy mau trả sư phụ lại cho lão tôn, bằng không ta sẽ đánh sập cái hang động này. Ha, mạnh dữ. Tuy ta còn nhỏ nhưng ta có lửa khôn hồn, thì biến ra khỏi đây mau, nếu không ta sẽ phun lửa đốt ngươi cháy sắp. Hồng Hài Nhi, lửa trên lò lửa đen của Thái Thượng Lão Quân, lão tôn ta còn không sợ, thì huống chi là lửa của tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch như ngươi, làm gì được lão tôn hả? Chờ xem. Lâu la, lâu la, lâu la đâu? Tại sao để ta la lâu quá vậy? Dạ. Đại dương, trời ơi, người ta đang ngủ mà tự nhiên kêu giật ngược à. Thôi, tôi vô ngủ tiếp đây. Lính chán gì mà suốt ngày ăn với ngủ à. Mau ra đây, đốt cháy cái không khí đồn này cho ta. Hãy xem đây. Hồng Hài Nhi. Hai. Ôi da, sao cho nó nét gì kỳ vậy? Người ta đâu rồi nha? Hãy xem đây. Hồng Hài Nhi. Để ta coi ngươi còn muốn nói gì. Hồng Hài Nhi, không được hỗn láo với Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát, ta không còn biết, không ai được phép xen vào chuyện của ta. Hãy xem đây. Thả ta ra, thả ta ra. Hồng Hài Nhi, người có biết
mình vừa gây phải tội lớn. Hãy mau theo ta về Nam Hải tu hành. Không, ta không chịu, thả ta ra. Mẹ ơi, cứu con. Kìa, Hồng Hải Nhi. Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, xin người hãy nhủ lòng từ bi mà tha cho Hồng Hải Nhi còn non dại. Quan Thế Âm Bồ Tát, mọi tội lỗi ngày hôm nay là do thét phiến công chúa con đã gây ra. Vì hận chồng phản bội, con đã gieo vào đầu trẻ thơ những suy nghĩ không hay. Để giờ đây con thơ cứng đầu khó dại, tính khí thất thường. Con xin Quan Thế Âm Bồ Tát hãy tha lỗi cho Hồng Hải Nhi. Con dại cái mang, con xin Bồ Tát hãy tha cho con của con, Hồng Hải Nhi. Cha, mẹ, cứu con. Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu xin người hãy để tôi nhận lấy tội lỗi này. Đúng vậy, mọi tội lỗi ngày hôm nay vợ chồng con sẽ thấy Hồng Hải Nhi chịu phạt. Xin Quan Âm Bồ Tát, xin Quan Âm Bồ Tát mà. Ngô Ma Dương, thiết phiến công chúa, Hồng Hải Nhi là một đứa trẻ háo thắng và ngỗ nghịch. Ta phải đưa về Nam Hải dạy dỗ một thời gian, cho đến khi nào con ngoan ngoãn và biết vâng lời, ta sẽ con trở về với cha mẹ. Và kể từ bây giờ, ta sẽ gọi Hồng Hải Nhi là Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài, con hãy mau đến chào tạm biệt cha mẹ lần cuối đi con. Cha, mẹ. Hồng Hải Nhi, con không muốn xa cha mẹ đâu. Hồng Hải Nhi, cha cũng không muốn xa con đâu. Cha xin lỗi vì đã không bên cạnh dạy dỗ con nên người. Hải Nhi, kể từ ngày hôm nay cha mẹ không ở bên cạnh con. Con nhớ phải ngoan ngoãn nghe theo lời Bồ Tát, chăm chỉ học hành và tu luyện. Mai này hy vọng có ngày gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Cha, mẹ. Ông Hải Nhi. Cha ơi, mẹ ơi, trước đây con ngỗ nghịch, quậy phá tâm linh, không nghe lời cha mẹ. Bây giờ con hối hận lắm rồi. Cha, mẹ. Ông Hải Nhi.
Thật ra là Đào Duy phải mạo muội giữ tất cả những diễn viên lại ở đây là để mong muốn được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả. Đầu tiên là Nguyễn Phúc và Trang Tuyền. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của Nguyễn Phúc, Trang Tuyền. Tiếp theo là Thái Duy và Hoài Tân. Thái Duy và Hoài Tân thì là hai người đã rất là quen thuộc rồi. Và ngoài ra các thành viên của Vũ đoàn Phương Việt, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin được cảm ơn tất cả các diễn viên của Vũ đoàn Phương Việt cũng như là những diễn viên trợ diễn. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời. Trời ơi, chắc trời ơi, sao đồ gì mà đẹp dữ vậy con? Mọi thứ trong tiết mục này sao đều đồ gì mà đẹp dữ vậy? Tờ cái gì vậy cô Trang? Trời ơi, tranh thủ là không, bây giờ phải selfie thôi. Tại vì đồ này là biết đi thuê hay đi mướn hay là đi Đi may hay đi gì vậy đó. Ai chụp giùm tấm hình coi. Dạ rồi. Cái gì vậy trời? 1 2 3 giờ nguyên cái dàn gia đình người ta đứng đó ổn thỏa trơn rồi, kế bên có Quan Âm Bồ Tát rồi kìa. Tự nhiên bây giờ có bà Trang bây giờ mới đứng dòm, tưởng bà là con yêu nhìn nhện không giấu không thấy không trời. Công nhận không em? Khoan, tự nhiên tóc tai xõa rũ rượi đứng cái đó giống yêu nhìn nhện không tụi cưng? Được giống. Đóng cái vai yêu nhìn nhện là phải tu luyện, phải học bao nhiêu và thậm chí là phải có mối quan hệ tốt với đạo diễn mới được đóng cái vai đó. Quá là cảm kích sự đầu tư của thầy Quốc Đại cho cái tiết mục này. Trời ơi, gì đâu mà đồ quá là đẹp đi. Đồ của con cũng đẹp nữa rồi, con phải đeo mấy cái này để mà con diễn. Quá nhiều thứ trong tiết mục của con mà con nhớ hết. Một em bé 5 tuổi như con như vậy rất là đáng hoan nghênh. Rồi còn cái ông khỉ này nè, quá lâu rồi mình mới được xem lại cái nhân vật Tôn Ngộ Không đúng không các bạn? Mà ngày xưa Tôn Ngộ Không là cả một tuổi thơ của Đoan Trang và của tất cả rất là nhiều các bạn ở đây đúng không? Mà bạn ơi, nãy giờ bạn cho Trang thấy là đây là một Tôn Ngộ Không giống như thuê từ cái ngày xưa năm 80 mấy của mình đi tới đây từ cái tay của ổng gì gì đó mà lại nói tiếng Việt. Trời ơi, cho tôi ôm ông cái đi ông ơi. Rồi Bồ Tát nữa, ra cái dáng vẻ của Bồ Tát rất đẹp, giọng nói rất hay đó, đi nha. Chụp tấm hình đi về. Bài hát này, dĩ nhiên con là một em bé 5 tuổi. Câu 1 con hát chính xác, câu 2 là con hơi lạng lạng, câu 3 là con lại lấy lại, cái kiểu như vậy. Nhưng cô vô cùng là bất ngờ khi mà con vô cái phần hơ 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 của con. Đúng rồi. Quá chính xác luôn, bởi vì con kiểm soát được, con rất là thông minh. Con hiểu là tới đó là mình phải đẩy lên như thế nào và phải làm tốt cái vai trò của mình ở chỗ đó khi thầy dạy mình. Bây giờ mình phải nhớ làm tốt. Cho nên là cô phải nói là cô rất là khâm phục bé Hồng Uyên, cộng với tất cả những điều trang phục rồi dàn dựng vũ đoàn, tất cả mọi thứ trên sân khấu ngày hôm nay. Xin một lần nữa chúc mừng tiết mục của con. Và con ơi, thầy cảm ơn con rất nhiều. Thật sự là khi mà lần đầu tiên con được tiếp xúc với bộ đồ là con khóc luôn. Thầy ơi, ngứa quá thầy ơi. Mặc mấy cái này thầy ngứa. Ơi ngứa quá, thôi không mặc được không, không khó mặc chịu được không lắm. Đấy, không mặc rồi không thi là rớt à. Nhưng mà nhắc cái thi là cái ý thức về cái công việc của mình là con lấy trở lại. Thế bây giờ làm gì lại hù là nó không cho thi nữa là con làm hết. Lúc mà vừa hết tiết mục này á, là nhìn thấy thầy Quốc Đại và muốn gục xuống luôn. Tại vì thực sự là nếu mà để mà tập cho một bạn nhỏ xíu như vậy, trời ơi, Hồng Uyên mới có 5 tuổi à, thầy Đại phải đặt rất là nhiều tâm huyết. Cho nên khi mà con hoàn thành tiết mục rồi là thật là thầy giống như là kiểu muốn cũng coi như là rớt tim ra ngoài nãy giờ luôn á. Nên là cô ốc hiểu được điều đó. Vì khá là nhiều lý do. Vì cô thương con quá à, tại con nhỏ xíu à. Cái câu chuyện này thì nó đã quá quen thuộc nhưng mà được làm với một màu sắc khác, rồi lại lồng ghép vào trên nền nhạc của một bài hát rất là hot. Cá nhân cô ốc là rất là thích cái giai điệu của bài hát này, nó len lỏi vào trong lòng của mình, nó để lại trong mình rất là nhiều những cảm xúc khác nhau. Và hôm nay với cái lời bài hát lại là về việc người con đã giác ngộ và phải xa cha mẹ, tự nhiên cô thấy rất là thương. Cô nghĩ rằng là các em bé nếu mà phải xa cha mẹ dù chỉ một đêm thôi là đã rất là nhớ cha mẹ rồi. Nên là cô cảm nhận được điều đó và cô thấy Hồng Uyên con tập trung lắm, con cố gắng và con đã làm rất là tốt. Cô thật sự là cô có ngạc nhiên, tại vì ở tuổi lên 5 á, để làm được như vậy khó lắm, nhiều thứ quá à.
Mà nói chung là mình đã có một tiết mục cô nghĩ là rất là đáng nhớ, rất đáng nhớ. Cảm ơn cô Ốc. Ông Nguyên, bây giờ con qua đây, qua đây đứng với chú Duy nè. Bây giờ con gửi lời cảm ơn gì đến với các cô chú diễn viên bữa nay hỗ trợ cho mình, cũng như là các cô chú của Vũ đoàn Phương Việt. Con gửi lời cảm ơn sao, con nói cho mọi người nè. Con cảm ơn các cô chú. Cảm ơn sao? Đã gì? Ừ. Đã giúp con gì? Đã giúp con. Giúp con gì? Hết luôn rồi hả con? Tao mới có 5 tuổi à. Lần trước cũng vậy á. Mấy bữa nay cô chú tập với con nhiều không? Dạ hơi nhiều. Hơi nhiều. Hơi nhiều thôi. Mấy cô chú có la con không? Cảm ơn cô chú lại hôn mọi người một cái. Rồi thôi bây giờ con lại con cảm ơn các cô chú, con khoanh tay con cảm ơn đi ha. Cảm ơn các cô chú. Hồng Nguyên ơi, như vậy thì chú Duy chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ mình sẽ vào trong và chờ đợi kết quả chung cuộc nha. Một lần nữa chúc mừng con. Xuân em đã hẹn hò như ươm tình trong cánh hoa mơ, đưa hương theo làn gió. Em nói rằng em viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Đứng chờ anh trước sông thơ, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân nơi trần tiên, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Gặp may gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Xuân đến xuân đi, xuân mang
Một tràng hô tê cho Tấn Bảo và Thái Hà. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Power. Tụi con hát xong thấy sao? Con thấy thoải mái. Thoải mái, còn con? Dạ, con cũng thấy thoải mái luôn. Thoải mái đúng không? Hôm nay dễ chịu dữ lắm luôn. Và đặc biệt là cậu này, cậu ra xong em ngồi dưới tự nhiên cảm giác như giống như Tố My xuất hiện trên sân khấu. Giọng ngọt, dễ sợ ngọt như cô Tố My luôn á. Không, nói thiệt. Con xin đứng lên lì xì cho tụi con thêm một chào phố tay nữa được không? Yeah. Dễ thương quá. Trời ơi, thiệt, bây giờ con hát cái câu đó xong rồi cái cô Tú My hát tiếp câu đó, con có giống nhau không? Thử cái câu của con nha. Hai, vô. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Dễ thương quá. Như ươm tình trong cánh hoa mơ, đưa hương theo làn gió, em nói rằng em viết thành thơ. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Hát chung nè, hai, vô. Tôi đứng chờ anh trước sông Thưa, tôi đi qua đầu ngõ, hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Dạ rồi. Mùa xuân tới rồi, cảm ơn cô Tú My. Trong cái cảm xúc này mời cô nhận xét luôn. Phải nói rằng là một tiết mục mà tụi My rất là thích. Không phải rằng là vì cô hát nhạc bolero, cô nghe tụi con hát nhạc này cô thích đâu, nhưng mà thật sự rằng là cô nhìn xung quanh ai cũng lặng người để thưởng thức tiết mục của hai đứa con. Hai đứa con hôm nay không phải là thí sinh nữa mà giống như hai nghệ sĩ thật thụ. Hai con sở hữu cái giọng hát rất là ngọt ngào, trong sáng. Tuy nhiên hôm nay cô có một cái lời khen nhiều hơn cho bạn Thái Hà. Cô rất là thích cái lối xử lý của con. Những cái nốt của con nó vừa phải, cái luyến lấy cũng vậy. Cô nghĩ rằng là hai con rất là thích hợp với dòng nhạc này, và sau này mình phải theo đuổi và phát huy cái dòng nhạc này nha. Thái Hà ơi, cô thích cái chỗ này của con là đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Con hát nó không có theo một cái mạch như là những người đi trước hát. Vì những người đi trước là đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Cái cách nhắc nhịp của con cô rất là thích. Nó sáng tạo lắm mà nó tạo cái cảm xúc cho người nghe. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Trời ơi, nghe nó yêu làm sao. Cả hai bạn đều đáng khen. Tấn Bảo thì hôm nay giọng con sáng lắm, quá sức là tuyệt vời. Và đối với cô là hoàn hảo. Dạ, yeah, cảm ơn cô Tú My rất nhiều. Nhớ cho điểm hoàn hảo luôn cô My nha. Dạ, con 10 nè. Ôi trời ơi, bật mí gì luôn hả? Đây. Trời, được rồi, vỗ tay chúc mừng chứ đúng không? Yeah. Không biết là cô Đoan Trang có cảm nhận như thế nào ngay bây giờ, xin mời cô. Lúc nào hai đứa con cũng đi ra rất là từ tốn, phát âm, xử lý nhẹ nhàng. Cái đó là một trong những cái điểm mạnh của mình. Còn với cái bài này thì cô không có cái gì để mà góp ý cho các con hết. Mọi thứ rất là hoàn thiện. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Sau thời khắc giao thừa là chúng ta hay lên vãng cảnh chùa, rồi sau đó là xin cái lộc á, thì cái khung cảnh của tụi con dẫn dắt ra dễ thương lắm. Chú thì thích bài hát này á, là cái đoàn kết á, mặc dù là hai cái bài này thì nó đều nói đến những cái trăn trở, những cái ước nguyện, nhưng mà cái bài hát này kết lại bằng cái câu là xuân mang niềm tin đến. Xuân đến xuân đi. Đó như một cái kết rất là tươi sáng cho những cái giai điệu trước đó, nó có phần tự sự. Chúc mừng hai con đã thể hiện một cái ca khúc mang những cái tâm tư của con người trong mùa xuân, nhưng mà ở đâu đó nó vẫn có những cái điều rất là tươi sáng. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Chắc chắn là tụi con cũng đã lắng nghe và hiểu được rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị trong dịp Tết đúng không? Một tràng hô tay nữa cho Tấn Bảo và Thái Hà. Còn thơ bé bé mình vô phải chờ che và ánh mắt chú chen bao vì mình lo lắng. Con của mẹ đã khôn lắm, mẹ của con càng già hơn, giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than phàn. Dẫu dù
con bao điều mẹ nói dối con thật nhiều, để gái bao lâu con chịu chẳng ai thấu hiểu. Dẫu khát khao đời mình và ước muốn như vô hình, dành tất cả cho gia đình lặng im cầm nín. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi, người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời. Mẹ từ hà sớm ơi, mẹ yêu ơi, mẹ ơi. Chờ che và ánh mắt chứa chan bao điều như lo lắng, con cùng mẹ đã khôn lớn, mẹ của con cần già hơn, giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời tan vãn. Dẫu dưng con bao điều mẹ nói dối con thật nhiều, để gánh vác bao cam chịu chẳng ai thấu hiểu. Dẫu khát khao đời mình và ước muốn như vô hình, tất cả cho gia đình lặng im cầm nín. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi, người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời. Mẹ từ áo sớm con, mẹ yêu ơi, mẹ ơi. Người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời. Mẹ từ học sớm ơi, và ngày thứ 8 đến rồi là giây phút tuyệt vời. Mẹ hãy sống cho mình một ngày thật thành thơi, cạnh bên có con rồi mẹ sẽ chẳng lẻ loi và mơ ước cô đời thành hiện thực sớm thôi. Mẹ yêu ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, hãy tự tin lên mẹ ơi. Mẹ yêu ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ chỉ được hạnh phúc một trái hoa tay cho Văn Minh và Ngọc Dâu. Ôi ôi, dễ thương nữa, thanh xuân gì đâu, con thấy chưa, cô răng răng vỗ tay rần rần. Cô ơi, luôn cô ạ, cảm xúc của cô ngay bây giờ như thế nào ạ? Chưa giờ thấy cô răng răng khóc nhiều và xúc động nhiều. Không phải bài hát buồn hay là những cái gì bi lụy mới làm cho người ta rớt nước mắt, mà nhìn thấy các con như thế này trên sân khấu, nhìn thấy sự văn minh của các con, cô cảm thấy cô có quyền tự hào về một cái thế hệ kế tiếp. Cô xúc động bởi vì sự thông minh của tụi con, sự tiếp thu, sự lắng nghe và biết hòa quyện với nhau. Hai đứa con có cùng chung một cái nguồn năng lượng tuyệt vời con. Cái đó là cái điều rất là quý giá ở trong cái cuộc thi này, bởi vì nếu như hai bạn có chung năng lượng thì hai bạn sẽ có cùng một cái trái tim, cùng một cái phần trình diễn với nhau, đi tới từ đầu cho tới cuối một cách rất là trọn vẹn. Từ giọng hát, từ cái bè, Dầu ơi con hát rất là tốt, đặc biệt trong cái tiết mục này. Bởi vì cái con biết cách đó là buông giọng của mình ra trong những cái phần solo, nhưng mà khi hát chung con biết bỏ micro xa ra để quyện với Minh. Rồi con bè rất là chắc, con bỏ nhỏ, con gào, tất cả những cái gì của hai đứa con văn minh rất là chững chạc. Chúc mừng hai đứa con. Lâu lắm rồi thầy mới gặp lại hai đứa con. Trời sao mà dễ thương dữ vậy. Và hôm nay là hai con chọn cái bài này, lại là một cái, đúng như cô Đoan Trang nói, là một sự thông minh cực kỳ. Có lúc
Ngọc Dầu bè, có lúc Văn Minh bè, để thể hiện hết được cái khả năng của tụi con về cái cảm âm, về cái tai nghe. Vậy mới là song ca. Mọi cái tụi con kiểm soát được trên sân khấu, và hôm nay tụi con làm rất tốt. Thầy cảm ơn tụi con đã cho thầy nghe một tiết mục thật hay. Dạ con cảm ơn thầy ạ. Con cảm ơn thầy. Dạ xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam đến với cảm xúc chia sẻ của anh ngay bây giờ, xin mời anh. Chú quá thích cái sân khấu đó, nó đã thuộc về hai con luôn. Và chú nghĩ rằng là hai con không cần cảnh trí, không cần đạo cụ, không cần tất cả ánh sáng, tất cả điều tối, và chúng ta nhắm mắt lại để nghe hai con hát là cũng đã cảm thấy trái tim của mình đó, nó đã rất là đông đầy rồi. Huống gì là nhìn thấy hai con, tất cả nó dễ thương và nó sang trọng, và một cách nó cuốn hút chú một cách kinh khủng khiếp. Cái đoạn mà tất cả những gào thét lên á, hạ xuống, và sau đó là hai bạn thủ thỉ cùng với nhau á, nhạc rất là chill, rất nhẹ với dưới, thủ thỉ như là nói với cha với mẹ của mình á. Xong sau đó là nó chuẩn bị cho một cái trận cuồng phong ập tới phía sau nữa để kết. Ôi thì cái bản phối này rất là xuất sắc. Dạ con cảm ơn chú. Rồi bây giờ là cười tươi thật tươi lên nè. Chuẩn bị chào thật là nghệ sĩ đi vô nè. 2, 3, chào. Đó, chúc mừng tụi con. Làn da cháy nắng phải cùng nhấp nhô. Cuốn đôi chân ôm đã qua bao phố phường, giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn. Bữa cơm no trước ông mời đến trường. Thời gian cứ thế vô tình lướt qua, đứa con này lại làm cha như bao người. Chợt trong ký ức mong người trở ra, gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn. Giác cha giờ đây đã quá xa, còn chẳng là ký sao con chỉ mong được thứ tha một lần. Tuổi thơ cũng có thường chết cha vì không trông thứ giống người ta, từ miếng ăn có quần áo mua thứ đều thứ xa, mua một chiếc xích lô chẳng có gì cả. Một ngày không còn cha, con mới nhận ra bao năm qua cha vì con hy sinh đau buồn cách mấy, nhưng cha vẫn làm thinh đơn giản cho một gánh mọi thứ một mình con là sai và không thể làm lại vì đất cha. Đừng bước xa mãi mãi để nước mắt có lăn dài, và mất biết cũng chẳng thể quay về những ngày tháng khi cha còn tồn tại. Thèm khát của chiếc cha như những ngày xưa, nhưng biết phải làm sao khi cha không còn nữa. Cứ thế hàng đêm con lại nhớ về cha, một mình ôm trọn những ký ức nhạt nhòa. Con cha giờ đây đã quá xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau từng đêm ra sao con chỉ mong được thứ tha một lần. Người con bé xíu cha thường không con vương bước, cha luôn dõi theo những suy tư đè lên đôi chân trần. Mãi mê học đôi cùng bao người mà con nào biết cha hầu đời. Lánh xa người cha già có hạn vì lo sợ chúng bạn người trẻ.
thấy ơn đi, cha đã no rồi. Vâng, trả hoa tay lực lớn cho Nhật Minh và Ngọc Nhi. Trời ơi, hôm nay còn đọc rap nữa. Để coi coi cái phần rap vừa rồi đã có thuyết phục được ban giám khảo hay không nhé. Xin mời cô Đoan Trang ạ. Cô thấy sau gần 2 năm gặp lại, cô rất là vui khi thấy Nhi tiến bộ nhiều lắm. Con biết cách xử lý làm sao trưởng thành hơn trong cái phần biểu diễn của con. Thì cái đó là cái không phải bạn nhỏ nào cũng có cái độ sâu, độ tinh tế để mà nhìn ra, để mà điều chỉnh bản thân mình. Cái đó rất tốt, gìn giữ điều đó con ha. Còn dạ, với Minh cũng vậy. Minh hát cũng rất là khôn. Chỗ nào cần phải bỏ nhỏ, chỗ nào cần phải bung lực ra, rất tốt. Và các con đồng điệu từ trang phục cho tới cách biểu diễn, tất cả mọi thứ. Mặc dù hai bạn là nam nữ nhưng mà hát một cái ca khúc rock về cha cũng có gây được cảm xúc của mình qua cái giọng hát và phần thể hiện của mình. Cô rất là thích tiết mục của tụi con. Chúc mừng tụi con. Còn thầy Vất Đại, sao thầy? Ở cái tiết mục này thì hai con đã hát rất là tốt. Ước gì cái đoạn mà hát đôi á, tụi con có thêm bè vô nữa thì nó sẽ tuyệt vời ở ca khúc này hơn nữa ha. Nhưng mà thầy rất là thích cái máu lửa khi cả hai trình bày ca khúc này. Và cái đoạn rap thì quá dễ thương, quá ấn tượng. Lúc mà thầy nghe thầy nổi hết da gà cái đoạn rap. Thầy rất là thích cái đoạn rap đó luôn. Nó đẩy cái cao trào của bài hát lên. Vâng, rồi quá ha. Rõ nghe từng lời. Chứ như cô với thầy Quốc Đại mà hát đọc cái rap đó là nhai lưỡi. Lúc đó là đọc thơ rồi chị. Cái đoạn đó là đọc thơ rồi nha. Còn cái phần lên tông cũng rất chính xác luôn con ơi. Rồi khi mà vừa xong cái đoạn B trở lại cái đoạn A nhẹ nhàng. Nhỏ. Nhật Bình làm rất tốt con nha. Chúc mừng hai con đã có tiết mục tuyệt vời. Dạ. Càng ngày các con sẽ càng bật mí cho bài giám khảo. Nhiều điều hấp dẫn dữ lắm. Còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Hình như chú nghe là trong này là có cái lỗi mà nó thuộc về chàng trai, đúng không? Chàng trai Nhật Minh, con đang hát thì nó nuốt bị nước miếng, nuốt nước miếng thì con bị nghẹn, con bị mất cái chữ đó. Chờ trong ký ức, mong người chờ ra. Bình chuột con, bình chuột con, bình chuột con. Ai chơi kỹ sợ. Hai con đang hát mà ăn xoài, ăn me ở dưới. Vậy cho cô. Cho cô sẵn tiếp cái ý của chú Nam để mà nhắc tụi con thêm. Nuốt nước miếng á, mà nói một cách lịch sự hơn là nước bọt. Thì nó cũng giống như lấy hơi vậy đó con. Hát xong một câu là phải lanh trí, lấy hơi thật nhanh và đồng thời nuốt nước miếng thật nhanh. Đó là một trong những cái kỹ thuật mà mình bên lề mình nói cho nhau nghe, về nhà phải tập nha con. Cái giọng hát của hai con á, nó đã, chú nghĩ giống như giọng hát khủng long vậy đó. Hai đứa cái nội lực rất rất là lớn. Cho nên nó đã bao trùm cái không gian của sân khấu cho tất cả rồi. Cho nên là xí xóa cái lỗi đó của hai con nha. Nhưng mà lần sau mình sẽ điều tiết như thế nào đó để mình không bị hư những cái câu hát của mình, nó bị uổng nha con. Mình giọng hát khủng long, không phải ai cũng có được chuyện này. Một lần nữa hãy ghi nhớ hai nhân vật khủng long rất là đáng yêu, khủng long con. Xin được dành một tràng hót tay cho Nhật Minh và Ngọc Nhi. Con biết bao người dìu dắt tới quanh đời.
đang nằm ngủ. Con sông là con trọ và trăng tên lãng du. Em đi qua chuyến đò nhạc thấy trăng còn trẻ. Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già. Em đi qua chuyến đò nhạc trăng nay đã già. Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra. Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kệ. Trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhớ chóng về. Em đi qua chuyến đò à, vui như ngày hồi. Tôi xin lạc quan đời buồn chân em ghé trời. Chốn này ôi à, sao em đành vội, sao em đành vội. Tôi xin làm đá cuội vào lăn theo gót hai. Không có em đâu qua em đó, này à, không có con cái trẻ đầu tiên. Và con sống đâu bao giờ ngày kia đâu có sẽ chết ra. Sau cùng tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Hòn đá chuyến đò trăng nay còn trẻ cành mai dùng con sông đò mai gầy chim trong hót trăng qua đời. Dễ thương, trời ơi cái gì mà bình thản hát dễ sợ vậy đó. Từ đầu cho tới bây giờ, tuần thứ 5 rồi, tụi con thân mến, mỗi cặp đôi có một cái chiến thuật và một thế mạnh hoàn toàn khác nhau luôn. Và tuần này, với sự thay đổi dòng nhạc mới mẻ hơn, tiết tấu hơn, không biết là chú Long Nhật cảm xúc như thế nào ạ? Xin mời chú. Chú nghĩ không riêng gì chú Long Nhật mà kể cả cô Đoan Trang và chú Nam Cường, là hai cái tạo dài của hai chàng trai quá sức là thư sinh và dễ thương như thế này. Dạ. Hai gương mặt sáng bừng, phía sau là ù rơm, rồi trên màn hình là cảnh quê hương, dòng sông, con đò, biển nước. Đẹp lắm. Và cái tuần này chú khen ngợi là rất là tiến bộ luôn. Cả con hát, làm chủ sân khấu, làm chủ cuộc hơi. Và một người bè trầm, một người bè cao hát. Lính cao tới nơi xuống nơi cao, đồ trường đồ đã đẹp hết. Và rất là rõ chữ luôn. Và con truyền tải được hết tất cả hai cái bài hát rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chú cho điểm cao lắm á. Cảm ơn chú ạ. Chứ gì mà chú được bật mí số điểm cao lắm rồi đó. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Dễ thương quá đi. Đúng là một lời khen cho biên tập. Chọn bài cho tụi con rất là đáng yêu, vừa phù hợp với tụi con mà vừa mang lại một cái màu sắc rất là mới cho cặp đôi này. Và đồng thời làm cho tất cả mọi người gợi nhớ là những cái tác phẩm rất là hay, rất là đẹp của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngẫu nhiên là cái bài hát đầu tiên ngày xưa, chắc mọi người không biết cái thời cô Đoan Trang hát song ca đâu. Thời sinh viên là cô Đoan Trang chuyên môn hát song ca với cô MC Quỳnh Giang. Bài này chỉ cần bè quảng ba đi vô là đẹp ơi là đẹp. Và hôm nay hai đứa con cũng vậy, rất là từ tốn, rất là bình thản, thể hiện hết cái vẻ đẹp của chất giọng của mình. Đồng thời có bè và đặc biệt cô rất là thích cái phần phối khúc phần cuối. Đuổi, đoạn đuổi á. Đúng rồi. Cái lúc mà giọng nam cao của Thái Hà đó thì như tiếng chuông ngân là hát cái câu cao của cái bài Biết Đâu Nguồn Cội. Còn giọng của con á thì cứ hòn đá lăn bên đồi. Hòn đá lăn bên đồi. Hòn đá còn trẻ cành mai. Dùng con sông đầu mai gầy chim trong hót trăng qua đời. Rất là hay cái chỗ đó. Là hai đứa con giữ coi như là hồn ai nấy giữ đó. Hát song ca là phải hồn ai nấy giữ. Cho nên cái đoạn đó vô cùng là hiệu quả. Rồi thêm cái âm nhạc của bài này phối cũng rất là hay. Tiếng kèn này kia rất là sang. Cảm ơn hai đứa con vì một tiết mục rất là đẹp. Quang mày nói thêm, cái chỗ là Trang. Mày nói thêm là cái nhịp á. Đúng rồi. Cái staccato, cái nhịp, cái phần nhịp quá hay luôn. Và cái đoạn khi tụi con chuyển qua đoạn cái đoạn Biết Đâu Nguồn Cội bên Ngọc Nhiên, xong một lát hai đứa đội qua vậy, mà đội qua đứa này hát đoàn của em này, con này là hát đoàn của con kia, nhưng mà lại là không chinh không phô, không mẹ một dép nào cả. Vô tay thêm một trận nữa đi quý vị. Thêm một trận nữa hả? Thêm một trận nữa, bây giờ là không biết là có phải là trận khen nữa hay không mà xin mời anh Nam Cường. Chú có lời khen dành cho hai con với tiết mục này, nghe rất là thoải mái, nghe rất là dễ chịu luôn. Mình đang thưởng thức
chứ không phải là đang ngồi giống như là xăm soi các bạn thi như thế nào chị ha. Rất là thưởng thức với tụi con. Có một cái khiến chú bất ngờ là với Thái Hà, chú đã biết con trước đó là một cậu bé hát rất là trầm buồn, lúc nào cũng mang một nỗi buồn man mác. Và ngày hôm nay con hoàn toàn khác luôn. Khác đây không phải là con cười, con không hề cười miếng nào hết. Nhưng mà cái hát khác ở trong cái cách hát của con, nó có độ sáng hơn, nó chắc hơn và nảy hơn so với con của hình ảnh ngày trước, khiến chú vô cùng ngạc nhiên. Và Tấn Bảo nữa, hai bạn hợp lại với nhau, cảm thấy nó hòa quyện nhau lắm. Cái việc mà hai bài hát này mashup lại với nhau và hát chồng lên nhau như thế, nó không còn là cái việc lạ nữa so với âm nhạc trong khoảng thời gian gần đây. Những cái bài hát mà có những cái hòa thanh gần giống nhau, mọi người hay làm cái việc đó để tạo cái sự mới mẻ. Nhưng mà để hát cũng không phải là đơn giản, bắt buộc các bạn cần phải chắc nhịp. Và giống như cô Đoan Trang mới chia sẻ đó, là cần phải hồn ai nấy giữ, còn mà lạc hồn một cái là hát lộn liền. Nhá không? Cho nên ngày hôm nay tụi con đã làm được mà rất là nhiều ở trong cái bài hát này, ngay cả bè phối rất là hòa quyện với nhau. Và đây là một tiết mục mà chú cũng rất là thích. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Ban giám khảo khen quá nhiều rồi, nhưng mà chú Minh Sù tin tất cả quý vị khán giả ở đây cũng rất là đồng tình cái quan điểm này, bởi vì là nghe rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Chúc mừng tụi con một lần nữa, và hy vọng rằng là những tuần tiếp theo tụi con sẽ có những cái sự thay đổi và lột xác nhiều hơn để chinh phục ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả nhé. Một tràng pháo tay cho Tấn Bảo và Thái Hà với tiết mục này.